Ngưu Hữu đạo chỉ chỉ, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó hầu hạ nhất. Vân cơ trừng mắt, ngươi mắng ai đấy, đừng có nói sang chuyện khác. Quản phương nghi chống nạnh, liên tục cười lạnh, có phải lại phát hiện cô nương người ta tốt rồi hay không? Có phải phát hiện người ta muốn thành thân lại ghen hay không? Có phải muốn cố ý quấy tung chuyện tốt của người ta hay không? Phải thì nói thẳng ra, không sao cả, lão nương kiến thức qua nam nhân như ngươi rất nhiều, tiểu tâm tư của nam nhân các ngươi ta hiểu, nói đi, nói ra ta mới có thể giúp ngươi không phải sao. Trường 1768, không khóc không cười cũng không nháo một. Thấy nàng ưỡn ngực đến, như hữu đạo nhấc tay ở trên chán nàng đẩy một cái. Ngươi điên rồi sao, quản phương nghi lảo đảo lùi về sau hai bước, lộ ra biêu hắn hỏi. Ai điên rồi, tự ngươi ngẫm lại, có phải ngươi nói cho nàng, như hữu đạo đã chết rồi không? Như hữu đạo kỳ quái, ta nói cho nàng thì sao? Quản phương nghi ha ha, ta nói vương đại gia, ngươi là thật hồ đồ, hay giả bộ hồ đồ. Nhà đầu kia sắp gả, nam nhân kia ngươi cũng thấy, dáng dấp tốt, người nhã nhận, rất tốt. Vương đại gia, nhà đầu kia tìm được người thích hợp không dễ dàng, nhà đầu kia đối với ngươi là tâm tư gì ngươi đừng nói ngươi không biết, lấy trí tuệ của ngươi, không biết mới là lạ. Cũng phải, ngươi rất lợi hại a, à, có thể phiên vân phúc vũ, phú, có ai càng biết giả bộ hồ đồ hơn ngươi. Ngươi cứ giả bộ thoải mái, chúng ta không ghét, dù sao chúng ta đều quen. Nhưng người ta phụng dưỡng người hơn 10 năm, là con chó cũng phải niệm chút tình cảm chứ. Người lại không có lương tâm cũng không thể hại người ta a. À. Người không biết bên vương phủ khuyên nàng bao lâu, hạ xuống bao nhiêu công phu mới để nàng nhả ra đáp ứng gả người. Bên vương phủ sợ, sợ nàng biết tin nghiêu hữu đạo qua đời sẽ gây ra khúc chiết gì khác. Phân cơ ngạc nhiên, sự tình ẩn giấu tin nghiêu hữu đạo qua đời nàng còn thật không biết, không ai nói cho nàng. Nghiêu hữu đạo cũng sừng sốt, đợi quản phương nghi mắng xong, mới từ từ nói vì sao không sớm nói cho ta nha ta nói cho ngươi cái gì loại sự tình này ngươi để ta làm sao nói ngươi tự cho mình thanh cao tâm tư quỷ gì cũng rõ ràng ta cần gì phải nói nhiều quản phương nghi trào phúng nghiêu hữu đạo trầm mặc quản phương nghi phát thiết xong cũng an tĩnh bất quá sau đó lại bổ sung lý do ngươi khẳng định là muốn ẩn núp nàng ta nào biết nàng vừa đến liền nhìn chằm chằm ngươi theo lý thuyết các ngươi không có khả năng đối mặt nói chuyện nhưng kỳ lạ là ai có thể ngờ tới các người bên này không chào hỏi, nhưng lại xảy ra vấn đề rồi. Ai, ma xui quỷ khiến, như vậy cũng có thể va vào, nhà đầu này là cái mệnh gì a? À? Hiện tại Nhiêu Hiếu Đạo Đại Khái hiểu lời nói trước kia của Vân Cơ, vì sao sau khi biết người Thảo lưu Biệt Viện dốc toàn lực sẽ khiến cho Thương Thục Thanh hoài nghi, hắn chết rồi, người Thảo lưu Biệt Viện rời từ Kim Động không phải sự tình rất bình thường sao? Trước hắn liền cảm thấy không đúng, nháo nửa ngày, hóa ra vấn đề xuất hiện ở tất cả mọi người đều ẩn giấu Thương Thục Thanh tin hắn qua đời uy quản phương nghi bỗng dùng cùi trỏ va hắn một cái nội tâm không áy náy chứ như hữu đạo lạnh lùng nói ta áy náy cái gì quản phương nghi nhà đầu này trở về sợ là sẽ đau lòng quá sức lẽ nào ngươi không muốn bổ cứu ta nơi này có biện pháp bù đắp ngươi muốn nghe hay không như hữu đạo đoán được nàng muốn nói cái gì không chút do dự cự tuyệt không muốn nghe nói xong xoay người rời đi quản phương nghi kéo hắn lại không nói không thể sự tình đã như vậy người không trộn lẫn cũng phải trộn lẫn người ngẫm lại xem nàng tuyệt đối sẽ không bắn ngươi nói cho nàng chân tướng lại thế nào chỉ cần nàng biết chân tướng thì sẽ không khổ sở sự tình không phải rất đơn giản sao nghiêu hữu đạo như chém đinh chặt sắt nói không được quản phương nghi nổi giận người ngay cả nàng cũng không tin tưởng nghiêu hữu đạo nàng ở trước mặt mọi người gọi ta nói không chắc sẽ rước lấy hoài nghi bây giờ nàng đại náo một hồi vừa vặn che giấu nếu như nàng biết chân tướng tâm tình chuyển biến dị thường, dễ dàng để người ta nghi ngờ, đã muốn diễn, thì để nàng diễn thật đi. Quản phương nghi lôi kéo hắn nói, người có cần máu lạnh vô tình như vậy hay không, nàng đã như vậy, người còn nhẫn tâm lợi dụng nàng. Nghiêu hiểu đạo bắt lấy tay nàng, nghiêm khắc cảnh cáo. Như vậy tốt hơn của người chết thảm rất nhiều, quản phương nghi cầu khẩn nói, nàng chỉ là nhận sai, ai cũng nhìn ra nàng là nhận sai, nói cho nàng sẽ không có vấn đề gì. Ngươi bởi vì một khả năng cơ hồ không thể tồn tại mà máu lạnh vô tình như vậy sao? Nhân sinh đối nhân xử thế, cho dù tu hành, nếu như đều vô tình giống như ngươi, như vậy người sống sót còn có ý nghĩa gì? Nghiêu Hữu đạo nói, ta nói cho ngươi cái gì gọi là vô tình chân chính, đã từng có thật nhiều người ngã ở trước mặt ta, sống sờ sờ chết ở trước mặt ta, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể bó tay, ta không cứu được bọn hắn, có tính vô tình hay không? Quản Phương Nghi nói, ta từ bỏ tề kinh phồn hoa theo ngươi, chính vì cho rằng ngươi kỳ thực là người có tình nghĩa, ta hận nhất là nam tử vô tình vô nghĩa, nếu ngươi như vậy, ta theo ngươi còn có ý nghĩa gì? Nghiêu hữu đạo, ta từ thánh cảnh thoát thân, ta chết rồi, ai cũng sẽ không tìm ta, ta vốn có thể mang theo đồ vật trốn đi, từ đây vô tư vô lo, một mình tiêu dao Ta mạo hiểm trở về liên hệ các ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì, ta là vì ai? Cũng không biết cái gần nào của quản phương nhi bị lệch, dẫy ruộng. Ngươi thả ta ra, ngươi không nói, ta đi nói. Nghiêu hữu đạo thật hất tay thả nàng ra, chỉ vào cửa. Được, ngươi muốn nói, ta không ngăn cản ngươi, ngươi cứ việc đi. Bất quá ngươi hẳn phải biết đồ vật ta đưa cho ngươi ý nghĩa như thế nào, một khi bại lộ, ngươi ta nàng, còn có những người bên ngoài kia, bao quát người của phù phương viên các ngươi, đừng mơ có ai sống sót, những người kia một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trốn, trốn được sao, ngươi hẳn phải biết những người kia thế lực khủng bố bao nhiêu. Trước đó đại nội tổng quản triệu quốc gia cắt trì, những người kia tìm hắn. Ngươi có biết những người kia vận dụng thao tác nào tìm được không? Ta biết, bọn hắn chia hết thảy các địa vực thành các ô giống như bàn cờ, các phương thế lực chia khu vực lặp đi lặp lại lục soát, không chừa một chỗ trống. Cho dù là rừng sâu núi thẳm ít dấu chân người, cũng bí mật phát động các loại yêu tu chia khu vực đóng giữ giám thị, một khi phát hiện dị thường, liền cấp tốc triệu tập nhân thủ lao tới. Trước đây rất nhiều người phạm tội tiềm tàng, vẫn không tìm được, nhưng nhờ vào lần này đã kinh động mấy vị kia, không biết bao nhiêu người bị tiện thể nắm ra, bị bí mật xử quyết. Đối mặt loại truy tra không buông tha này, Gia Cát chỉ có thể trốn nhất thời, nhưng không cách nào trốn một đời, sớm muộn cũng sẽ lộ ra manh mối, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Ngươi muốn thử một chút, ngươi nguyện ý thử, vậy ngươi liền đi thử, chỉ cần ngươi không sợ nhìn thấy người của phù phương viên từng cái từng cái chết thảm ở trước mặt ngươi, ngươi cứ việc đi thử. Quản phương nghi đi tới cửa, tay đã nắm then cửa cắn môi, chậm chạp không mở cửa đi ra vân cơ đi tới kéo nàng về được rồi có cái gì mà phải ồn ào ai ồn ào quản phương nghi ngược lại hung nàng vân cơ ngạc nhiên ta cho người bậc thang đi xuống ngươi còn hảo tâm không hảo báo đúng không quản phương nghi nghiêng đầu ra hiệu ngươi đi ra ngoài trước ta muốn cùng hắn nói chuyện riêng vân cơ cẩn thận nói các ngươi không sẽ đánh nhau chứ cùng hắn nàng hai người cơ hồ là trăm miệng một lời không nhịn được nhìn nhau ai ngươi đi ra ngoài trước đi Quản Phương Nghi đẩy Vân Cơ ra ngoài, vừa đóng cửa, quay đầu lại đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, kéo tay áo của Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên cười khúc khích. Không đùa được sao, đùa, Ngưu Hữu Đạo trên dưới nhìn nàng, vung tay một cái. Ngươi có bị bệnh không? Quản Phương Nghi lôi tay áo hắn không thả, nói chính sự với ngươi, đồ vật kia ngươi có bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo không biết nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách lại nghĩ tới đâu, hồ nghi. Cái đồ vật gì? Quản Phương Nghi, đồ vật ngươi mang về cho ta ấy, ta không tin ngươi chỉ có một cái còn cho ta, có bao nhiêu. Nghiêu hữu đạo, không nên hỏi đừng hỏi, quản phương nghi, dù sao khẳng định không chỉ một cái, đúng không? Nghiêu hữu đạo kéo tay nàng ra, cự tuyệt không trả lời. chương 1769, không khóc không cười cũng không nháo hai. Quản phương nghi than thở, ta là nghĩ, đồ vật kia không phải có thể tái tạo thân thể sao? Khuôn mặt của quận chúa bị hủy, ngươi lại lòng mang hổ thẹn, không bằng bù đắp nàng đi. Người nghĩ a à, một khi quận chúa biến thành người bình thường, sẽ không cần đáng thương như thế đúng không? Dù sao hầu hạ ngươi nhiều năm như thế, không bằng trả lại phần tình cảm này. Nghiêu hữu đạo, ta hổ thẹn cái gì? Ngươi là nói mơ sao? Vì chữa gương mặt, vận dụng đồ vật này. Khuôn mặt nhiều năm như thế không cứu trị được, đột nhiên tốt rồi, muốn cho ai xem. Có phải ngươi chán sống hay không? Ta nói cho ngươi biết, coi như ta còn, đồ vật này cũng phải dùng ở điểm mấu chốt, không thể dùng vào trên gương mặt. Quản phương nghi ngẩn ra, ngẫm lại cũng phải, coi như có thể trị, có cũng không dám cho thương thục thanh dùng. Nhưng chính vì như thế, nàng mới căm tức, gia hỏa này quá lý trí, lý trí đến để nàng cảm thấy chán ghét, có thể nói hận đến nghiến răng. Ta có lúc thật hận không thể cường bạo ngươi, rứt lời phất tay áo rời đi, nghiêu hữu đạo im lặng, một hồi lâu mới nói lên một câu. Không thể nói lý, ở dưới lầu, vân cờ bồi hồi dừng bước, nhìn quản phương nghi đi tới hỏi. Nói xong rồi, quản phương nghi quay đầu lại liếc mắt nhìn trên lầu, nguyền rủa nói. Máu lạnh vô tình, vân cơ thờ ơ, không phải còn có thể cho ngươi đùa tính tình nữ nhân sao? Hừ, quản phương nghi lắc mông rời đi, ngoài vương phủ, bên xe ngựa, người hầu phó ra chưa rời đi, còn chờ ở đó, đang ngồi ở trên càng xe ăn uống, còn có rượu. Người vương phủ đối đãi hắn không tệ, nể mặt mũi phó ra, còn có người chuyên môn đưa thức ăn cho hắn. Phương xa có tiếng vó ngựa truyền đến, không trung lóe qua mấy người rơi ở trên mái hiên bốn phía tiếng vó ngựa đến một kỵ sĩ đứng ở cửa thương thục thanh nhảy xuống bước nhanh lên bậc thang thẳng đến vương phủ ngay sau đó một mảnh tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên đám người phượng nhược nam đến nhảy xuống ngựa cũng vội vàng đi vào vương phủ phượng nhược nam bước nhanh leo lên bậc thang bỗng dừng bước đưa tay ngăn phó quân lan lại phó công tử sự tình ngày hôm nay thực rất áy náy quận chúa được biết một vị cố nhân mất tâm tình không quá tốt nghiêu hữu đạo trong lòng phó quân lan lóe qua cái danh tự này, gật đầu nói. Minh bạch, có thể lý giải, không sao. Phượng Nhược Nam cười nói, trời cũng không còn sớm, người về trước đi. Lát nữa trong nhà khả năng sẽ phát sinh chút sự tình, không thích hợp để phó quân lan nhìn thấy. Ây, phó quân lan sướng sờ, nhưng nơi này không có chỗ trống để hắn thương lược, đành phải chắp tay nói. Vâng, tiểu sinh cáo lui trước. Phượng Nhược Nam căn dặn, ngày mai phó công tử qua sớm một chút, có lẽ có thể giúp an ủi phó quân lan đáp lại được ngày mai tiểu sinh nhất định sẽ tới sớm phượng nhược nam áy náy nở nụ cười cấp tốc đi vào trước đại môn bình tĩnh lại phó quân lan trở lại xe ngựa của mình người hầu hỏi công tử vừa nãy vội vội vàng vàng có phải xảy ra sự tình gì hay không ai phó quân lan buông tiếng thở dài quay đầu lại nhìn vương phủ trở về đi người hầu vội vàng đóng hộp cơm sau đó chạy đến trước mặt thủ vệ trả hộp cơm của vương phủ lại xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường phố phó quân lan ngồi ở trong xe ngựa nỗi lòng như sóng lớn lam nhược bình bảo hắn nhanh chóng cầu hôn hắn vốn chuẩn bị ngày hôm nay sau khi về nhà sẽ nói nhưng hôm nay phát sinh sự tình như vậy hắn không biết còn có thích hợp hay không nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chờ ngày mai qua xem tình huống lại nói trong anh vũ đường thương thục thanh trực tiếp xông vào nhìn hai người ở trước địa đồ thương chiêu tông và mông sơn minh cùng nhau quay đầu lại đều nhìn ra dị dạng thương chiêu tông đi dạo qua đến. Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Thương Thục Thanh hỏi, sự tình đạo ra, vì sao giấu ta? Nghe thấy lời ấy, Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh đều choáng váng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thương Chiêu Tông thử dò xét nói, Thanh Nhi, có phải ngươi nghe được lời đồn gì hay không? Lời đồn không thể tin, vương ra, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Phượng Nhược Nam, chỉ thấy nàng bước nhanh vào, nhìn Thương Chiêu Tông khẽ lắc đầu. Không khí có chút nặng nề, Thương Thục Thanh bỗng cười thảm, xoay người rời đi. Chuyện gì xảy ra, thương chiêu tông hỏi Phượng Nhược Nam, ai, hiện tại ta cũng không quá rõ là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền phát sinh, từ khi tiến vào lầu các kia liền có chút không đúng. Phượng Nhược Nam nói rõ ràng sự tình, nghe thương thục thanh vừa tới bên kia liền nhận lầm người, ngộ nhận một người thành đạo gia, thương chiêu tông và mông sơn minh nhìn nhau, còn chuyện phát sinh phía sau cũng thực để hai người im lặng. Im lặng một hồi, thương chiêu tông than thở, Nhược Nam, đêm nay người khổ cực, quan tâm nàng một chút. Mặt khác, 11 vị nữ Pháp sư qua, cẩn thận nhìn chăm chú, đừng để nàng làm ra sự tình dại dột. Được, Phượng Nhược Nam đáp lại, nhìn mông Sơn Minh chắp tay, sau đó bước nhanh rời đi. Ngay sau đó, Thương Chiêu Tông truyền Lam Nhược Đình qua, nói rõ tình huống, để Lam Nhược Đình tự mình đi khách sạn mà người Thảo Lưu biệt viện chú chân, làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra để ứng đối. Có chút sự tình liên quan đến cơ mật, không thể mượn tay ngoại nhân không biết chuyện, chỉ có thể là bọn hắn đi một chuyến, mông sơn minh đi đứng bất tiện nên trừ lam nhược đình thì không còn người khác lam nhược đình vội vội vàng vàng rời đi hai người trong anh vũ đường cũng không còn tâm tình quan tâm quân sự chờ lam nhược đình về mang theo chân tướng làm hai người không có gì để nói đạo gia giả thành như vậy còn có thể bị thương thục thanh nhận ra đạo gia lại không biết thương thục thanh không biết tin mình qua đời kết quả ma xui quỷ khiến dẫn thành như vậy một đêm này thương chiêu tông than thở trách ai a à? trách nghiêu hữu đạo hắn cũng không dám nói Sáng sớm hôm sau, quản gia tự mình tìm Thương Chiêu Tông bẩm báo, nói Thương Thục Thanh phân phó hắn, để hắn ở ngoài thành tìm một bảo địa, chọn một cái quan tài tốt, tìm thợ thủ công xây mộ. Quản gia hỏi muốn làm gì, Thương Thục Thanh không nói, quản gia cũng không dám hỏi nhiều. Xây mộ, Thương Chiêu Tông nhất thời có chút hoảng, làm ra sự tình như vậy, giấu giếm lâu như thế, hắn đi khuyên không thích hợp, có khả năng hoàn toàn ngược lại. Mà hôm qua Phượng Nhược Nam đối mặt một đêm cũng không thể từ trong miệng Thương Thục Thanh moi ra một chữ nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ vương phủ chỉ có một người thích hợp. Ngày mới sáng, là Đại An đẩy xe đẩy đến ngoài cửa phòng thương thuộc thanh. Có lẽ là nghe được thanh âm xe đẩy, cửa phòng mở ra, Phượng Nhược Nam đi ra, cúi người ở bên tai mông sơn minh thấp giọng nói. Một buổi tối không uống một giọt nước, trừ phân phó quản gia, không kêu tiếng nào, không khóc không cười cũng không nháo, chỉ ngồi một buổi tối. Mông Sơn Minh gật đầu, biết rồi, Vương Phi một đêm không ngủ, trở về nghỉ ngơi trước đi. Phượng Nhược Nam quay đầu lại liếc nhìn gian phòng, ai, buông tiếng thở dài, sau đó xin cáo lui. Đại An, người cũng trở về đi, mông sơn minh bình tĩnh nói. Vâng, là Đại An buông xe đẩy ra, xoay người rời đi, thói quen vâng theo quân lệnh. Trong tiểu viện an tính, nhìn cửa phòng mở rộng, mông sơn minh lặng im một lúc mới hô. Quận chúa, mông sơn minh bài kiến, trong phòng không hưởng ứng, mông sơn minh lại lần nữa kêu. Quận chúa, mông sơn minh bài kiến, quận chúa, Mông Sơn Minh bái kiến, trong phòng không đáp lại, hắn cứ không ngừng hô, ngay cả nữ pháp sư ở trong phòng phụ trách chăm sóc cũng không nhịn được lộ đầu ra ngoài nhìn mấy lần. Cuối cùng, một bóng người đi ra, thương thục thanh rốt cục lộ diện, nhìn lão đầu gầy gò ngồi trên xe đẩy, hai người đối diện một lúc. Cuối cùng thương thục thanh đi ra hành lễ, thanh âm khô khốc nói. Mông bá bá, mông sơn minh nghiêng đầu nhìn chân trời, trời sáng, theo ta đi một chút được không? Thương thục thanh cúi đầu không nói, mông sơn minh cũng không nói, cứ như vậy tính lặng ngồi chờ nàng. chương 1770 cảm ứng, đợi đến cuối cùng, thương thuộc thanh trầm thấp nói. Mông bá bá, chờ thanh nhi đổi lại siêm y, trên người nàng mặc còn là siêm y hôm qua, một đêm không ngủ, ngồi một đêm, chưa thay y phục. Mông sơn minh, rất đẹp, thương thuộc thanh, ta không thích mặc thành như vậy, nhưng tẩu tử nhất định bắt ta mặc. Mông sơn minh, vương phi là càng ngày càng lập dị, lại không phải lễ phục, siêm y hàng ngày, chỉ cần mặc thoải mái là được không thích mặc thì đừng mặc. Bên vương phi, ta sẽ đi nói, sau này nàng không sẽ miễn cưỡng ngươi." Mông Bá Bá chờ một chút, Thương Thục Thanh xoay người, "Mông Sơn Minh, nhà đầu, ngày hôm nay ta không gọi ngươi quận chúa, gọi ngươi nhà đầu đi." "Nhà đầu, ngươi đi đi, ta chờ ngươi, chỉ là ta già rồi, thân thể càng ngày càng tệ, không biết còn có thể chờ ngươi mấy năm, ta luôn cảm giác đám người cha ngươi đang chờ ta đi tìm bọn hắn." Thân hình Thương Thục Thanh run lên, bước chân hơi ngừng, lại vào trong nhà cửa đóng lại không để mông sơn minh chờ quá lâu cửa lại mở ra thương thục thanh lần nữa lộ diện thay đổi một thân siêm y đơn giản thanh lịch đi thẳng tới phía sau mông sơn minh tự tay đẩy xe lăn mông sơn minh nghe nói một buổi tối không uống một giọt nước uống nước trước đi thương thục thanh không khát nàng nói không khát mông sơn minh cũng không nhiều lời chúng ta đi đi pháp sư không cần theo nữ pháp sư nghe tiếng dừng lại xe đẩy ùm 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 ục ra tiểu việt Phương hướng hai người đi có người qua lại, thấy thế vội vàng tới chào hỏi, hạ nhân dậy sớm bận rộn dồn dập lảng tránh, nói chung không dám quấy rầy hai vị kia. Hai người một đường đi tới, đi một lúc, Mông Sơn Minh lại nói: "Nghe nói tối hôm qua ngươi không uống một giọt nước, không ăn không uống, không khóc không cười cũng không nháo, cứ ngồi như vậy đến hừng đông, mệt không?" "Không mệt, trong lòng có việc, thời gian qua nhanh, có lẽ thân thể không mệt, thế nhưng tâm mệt." "Mông bá bá là đám người ca ca mời đến khuyên thanh nhi sao?" khả năng là cảm thấy ta tuổi lớn, có thể ở trước mặt ngươi cậy già lên mặt, cảm thấy ngươi hẳn sẽ cho ta chút mặt mũi. Không cần khuyên, Thanh Nhi không sao cả, Thanh Nhi chỉ là muốn yên tĩnh một chút, thế nhưng tẩu tử cứ ở bên tai dây dưa một buổi tối. Sự tình của đạo gia, giấu ngươi, kỳ thực cũng là vì tốt cho ngươi. Ta minh bạch, bọn hắn hy vọng ta có thể thuận lợi gả cho phó công tử, không hy vọng ra ngoài ý muốn gì. Nhà đầu ngươi, từ nhỏ liền hiểu chuyện làm cho người đau lòng. Kỳ thực có chút thời điểm, ta thật hy vọng ngươi có thể điêu ngoa tùy hứng, có chút diễn xuất của quận chúa. Cao hứng thì cười, không cao hứng thì nộ, tùy tâm một chút, đừng cái gì cũng ôm ủy khuất về mình. Không phải Thanh Nhi hiểu chuyện, mà là từ nhỏ liền biết bộ dạng của mình không được, sợ người khác ghét. Cô nương huyết mạch thương ra, cho tới bây giờ không có không dễ nhìn, nội tình của ngươi không kém được. Trước đây có chút sự tình, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thời điểm tiên vương tại thế không chịu nói cho ta. Các ngươi từ kinh thành chạy nạn đến, ta nhìn thấy ngươi lại nghĩ tới chuyện cũ, sau đó hỏi Lam Nhược Đình hỏi hắn năm đó là chuyện gì xảy ra. Kết quả hắn giải thích giống như là thiếu phu, nói cái gì nghịch thiên cải mệnh, trước khổ sau ngọt, hắn hẳn là cũng không biết cái gì. nói chúng ta không tin lời giải thích kia, lão gia hỏa Đông Quách kia luôn thích giả thần giả quỷ, nếu thật có thể đoán mệnh, sao Tiên Vương có thể gặp tai kiếp? Ta cũng không biết Đông Quách hạo nhiên và lạc thiếu phu đến tột cùng làm cái quỷ gì, lại biến người thành dáng vẻ như vậy, tạo nhiệt a. À nhiều năm như thế thanh nhi đã quen nhà đầu ca ca ngươi là thật quan tâm ngươi trên đời này khả năng không ai quan tâm ngươi hơn hắn ẩn giấu sự tình đạo gia đứng ở trên lập trường huynh trưởng của hắn là thật suy nghĩ cho ngươi kỳ thực không tất yếu dấu ta mặc kệ đạo gia sống hay chết trong lòng ta đều hiểu đạo gia là chướng mắt ta ta đã đáp ứng gả người coi như đạo gia chết lại thế nào sự tình sống cũng không thể cải biến chết rồi còn có thể thế nào các ngươi đều cả nghĩ quá rồi ta biết ca ca quan tâm ta, chỉ bất quá, ta muốn hỏi mông bá bá một chuyện, hy vọng mông bá bá có thể như thực chất nói cho ta. Ngươi nói đi, năm đó giác hồ chi chiến, ta rơi vào tay địch, quân địch lấy ta áp chế, bức quân yên lui binh, nếu như không phải đạo gia cứu ta. Giả như ta không được cứu ra, ca ca sẽ vì ta hạ lệnh quân yên triệt binh sao? Cái vấn đề này làm mông sơn minh á khẩu, mấy triệu quân sinh tử đối chọi, trước đó đã không biết bao nhiêu người ném đầu lâu tung nhiệt huyết, để thương chiêu tông vẻn vẹn vì muội muội mình mà triệt binh. Thấy hắn trầm mặc, thương thục thanh nở nụ cười. Thanh Nhi biết đáp án, mông sơn minh, tam đại phái tự mình tỏa chấn, sẽ không để vương ra triệt binh. Mông bá bá, ngài không cần phải nói, ta đều minh bạch. Người minh bạch, nhưng có chút sự tình chúng ta không minh bạch, nhà đầu, người để người xây mộ là làm gì? Ta là người nhìn quen sinh tử, cũng có chút sợ. Các người sợ Thanh Nhi tuấn tình tự sát, mông bá bá, ta lúc nhỏ tan cửa nát nhà, phụ mẫu huynh trưởng chết thảm, sau đó ca ca duy nhất lại bị đánh vào thiên lao, đoạn thời gian kia là thời điểm ta khó chịu nhất. Sợ bị đuổi tận giết tuyệt, ta không thể không rời kinh thành, cùng đám người Lam Tiên sinh trốn vào sơn giã, đoạn tháng ngày kia ta không biết là làm sao vượt qua, may là rốt cục chờ được ca ca ra tù. Thời điểm gian nan nhất ta cũng qua được, còn có cái gì là không thể chịu đựng, sao sẽ bởi vì một đoạn tình cảm mong muốn đơn phương mà làm sự tình ngu ngốc. Nói đúng lắm, là chúng ta coi thường ngươi, cũng có thể nói là quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ là, ngươi xây mộ làm gì? Thanh Nhi tùy tùng đạo ra, phụng dưỡng đạo gia hơn 10 năm, một chút vật cũ của hắn ở chỗ Thanh Nhi, Thanh Nhi vẫn bảo tồn. Ca ca tẩu tử hy vọng Thanh Nhi gả cho phó công tử, nhưng hôm qua phó công tử nhìn và nghe được một vài sự tình, vật cũ của đạo gia tương lai nếu để cho phó công tử phát hiện, Thanh Nhi sợ phó công tử sẽ nghĩ nhiều. Thanh Nhi chỉ muốn xây một cái mộ chôn quần áo, triệt để mai táng những đồ vật kia. Há, là như vậy, cũng có một chút ý nghĩ tối hôm qua nghe tẩu tử nói mãi di thể của đạo gia ở trong thánh cảnh không có biện pháp lấy ra an táng dù sao đạo gia cũng có đại ân với thương thị xây một cái mộ chôn quần áo chỉ ít để người có địa phương tế bái ân này rất tốt mộ chôn quần áo rất tốt đều chôn đi có vài thứ nếu như không thể quên được liền để ở trong lòng a lại sao có thể quên chứ đạo gia là ta hại hắn hắn vì ta không tiếc mạng sống cứu mạng ta nhưng ta hại chết hắn Thanh Nhi mãi mãi cũng không thể quên được hắn. Mông bá bá, trong lòng Thanh Nhi khó chịu, thật rất khó chịu, nhưng Thanh Nhi không để cho mình khóc. Nói mò, sự tình trong thánh cảnh sao là phàm nhân chúng ta có thể với tới. Trong thánh cảnh đến tột cùng phát sinh cái gì, chúng ta không biết, hắn chết có quan hệ gì tới ngươi. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, thế nhưng khó chịu cũng không thể trách mình. Không, mông bá bá, ngài không biết, đạo gia là ta từ Thượng Thanh Tông mời ra, lúc đó hắn căn bản không coi trọng chúng ta, Căn bản không muốn đi cùng chúng ta, vô ý cuốn vào những thị phi này, nửa đường liền muốn đi, là ta kiên quyết kéo hắn vào vũng nước đục này, nếu như không phải ta, bằng bản sự của hắn, hiện tại hắn nhất định sống rất tốt. Là Thanh Nhi vì thương thị hại chết hắn, Mông Sơn Minh rất muốn nói cho nàng, Gia Hỏa kia căn bản không chết, bằng bản sự của gia hỏa kia, hiện tại cũng sống rất tốt, từ sáng thành tối, bắt đầu trốn ở hậu trường điều khiển đại cục, rất xảo trá, nào có dễ dàng bị lộng chết như vậy. Hiện tại hắn có chút đau đầu hiện tại mới phản ứng được, trước dấu tin qua nghiêu hữu đạo đời là lừa dối thương thục thanh, hiện tại dấu tin tức nghiêu hữu đạo còn sống cũng là lừa thương thục thanh. chương 1771, Y quan chủng một Nếu như ngày nào đó nghiêu hữu đạo lần nữa sống sờ sờ đứng ở trước mặt thương thục thanh mà nói, để hắn làm sao giải thích, hố một cô nương chết đi sống lại, còn muốn mặt hay không? Thật đến ngày nghiêu hữu đạo hiện thân, hắn biết rõ. Loại người như Nghiêu Hiếu Đạo sẽ không bởi vì cảm thụ của Thương Thục Thanh mà trốn cả đời không ra chuyện này là sao a à? hắn thật không biết tật xấu suốt quỷ nhập thần nhất quán của ngưu hữu đạo là chuyện gì xảy ra hiện tại càng chơi ra lửa suốt quỷ nhập thần đến chơi chết mình này tính cái gì này còn không sảng khoái bằng hắn ở trên chiến trường chém giết không khỏi thở dài một tiếng nhà đầu nhân sinh luôn có các loại ngoài ý muốn ngươi không tưởng tượng nổi hảo hảo sống sót hảo hảo sống sót mới là trọng yếu thương thục thanh khi còn bé mẫu thần buộc ta học cầm kỳ thư họa thì từ ca phú nói với ta là vì tương lai hảo hảo sống sót. Sau khi lớn lên thanh nhi mới minh bạch, ở trên đời, nữ nhân không giống nam nhân, nam nhi có thể lý tưởng hoài bão kiến công lập nghiệp, nữ nhi cuối cùng quy túc chỉ là gả người. Ta học những đồ vật kia, có lẽ chỉ là tay nghề dùng để lấy lòng nam nhân mà thôi. Mông bá bá, ngài nói cho ta, như vậy chính là hảo hảo sống sót sao? Mông Sơn Minh, có một người cho ngươi đi lấy lòng không tốt sao? Nam nữ đều giống nhau, có thể lấy lòng đối phương, chính là hảo hảo sống sót không thể lấy lòng đối phương thì làm sao sống tốt đây. Thương Thục Thanh, nhưng thế gian đã không có nam tử để Thanh Nhi chân tâm nguyện ý đi lấy lòng. Trái tim mông sơn minh chìm xuống, hắn minh bạch, nhà đầu này đã tuyệt vọng rồi. Mông bá bá, cảm giác rất kỳ quái, ta luôn cảm giác hắn vẫn còn, luôn cảm giác hắn còn sống, có lẽ là ta không muốn tiếp nhận hiện thực này, hoặc là nói cho tới nay đều là ảo giác của ta. Hôm qua đi thảo lưu biệt viện bên, ta liền cảm giác hắn ở đó, Thanh Nhi vừa vào cửa ánh mắt liền không kìm lòng được tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt liền nhìn đến, hắn cuối cùng mới phát hiện nhận lầm người. Mông Sơn Minh tìm đập tình thịch, lúc trước thường thuộc Thanh nói những lời kỳ kỳ quái quái, mọi người còn tưởng nàng cử chỉ điên rồ, hắn cũng cho rằng như vậy, nhưng lúc này, hắn lại có chút kinh nghi bất định, lẽ nào trên đời này thật có cảm ứng. Mông Bá Bá, sau khi Thanh Nhi gả cho phó công tử thì phải sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con. Kinh thành tan cửa nát nhà, trải qua gian khổ, bồi tiếp ca ca một đường đi tới ngày hôm nay sau này lại phải bồi tiếp phó công tử bắt đầu lần nữa có lẽ không cần gian khổ như vậy chứ nếu như có một ngày phó gia trêu ca ca không cao hứng hoặc ca ca trêu phó gia không cao hứng thanh nhi nên làm sao lo liệu thương thuộc thanh như nói mê lầm bầm lầu bầu không có ẩn giấu, hết thảy đều nói rõ rõ ràng ràng biết đám người ca ca tẩu tử sẽ lo lắng nàng nàng không muốn để cho người khác vì nàng lo lắng hơn nữa phía tây chiến sự gay gâu đám người ca ca đang quan tâm độ cao có thật nhiều sự tình cần bận rộn nàng không muốn bởi vì tình cảm cá nhân của nàng mà ảnh hưởng đám người ca ca cho nên giải thích hết thảy ý nghĩ trong lòng cũng không thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra trong lòng khó chịu cũng không che giấu tất cả làm rõ chỉ là kìm nén không để mình khóc lên mà thôi nhìn thấy thương chiêu tông mông sơn minh nói rõ ràng than thở yên tâm đi không có chuyện gì quận chúa là nha đầu hiểu chuyện hiểu chuyện đến làm cho người đau lòng nhất quán sẽ không làm cho người ta phiền phức sẽ không để người khác thương tâm khổ sở càng sẽ không làm ra sự tình để người nhà thương tâm khổ sở xây y quan trùng mà thôi để nàng đi làm đi thương chiêu tông phượng nhược nam lam nhược đình đều trầm mặc không nói hoặc mang mấy phần âm u phượng nhược nam thậm chí muốn khóc nhược nam sự tình xây y quan trùng người phân phó quản gia tất cả theo ý tứ thanh nhi lo liệu thương chiêu tông quay đầu lại căn dặn một tiếng ừm phượng nhược nam gật đầu mông sơn minh bỗng nói vương gia có câu nói không biết có nên nói hay không thương chiêu tông mông bá bá nơi này không có ngoại nhân có cái gì không thể nói cứ nói đừng ngại đối mặt ra sự nhất quán xưng hô là bá bá lúc đối mặt công sự mới sẽ xưng hô mông soái mông sơn minh than thở kỳ thực các người buộc quận chúa gả cho phó công tử kia ta không cho là đúng có chút sự tình không muốn nói nhưng quận chúa trung quy là bị khuôn mặt kia liên lụy lấy khuôn mặt ấy gả tới phó gia thật thích hợp sao? Dựa vào quyền thế của vương gia uy hiếp phó gia, thật có thể để quận chúa ở phó gia sống vui vẻ lâu dài sao? Ta tình nguyện quận chúa để mọi người khó chịu, cũng không muốn nàng ủy khuất, tính cách của nàng, ở nhà chồng bị ủy khuất là nhất quyết sẽ không nói. Thời gian lâu dài, phó gia mò thấy bản tính của nàng, sẽ đối đãi nàng thế nào, ai cũng không biết. Nàng gả cho người mình không muốn gả, còn phải nịnh hót đối phương, phải làm vợ tốt, đời này nàng có thể hài lòng sao? đã bị khuôn mặt kia làm lỡ, không gả lại có làm sao. Thuận ý nàng không tốt sao, nhưng này là gia sự của vương gia, hơn nữa vương gia cũng đích xác một lòng vì tốt cho quận chúa, không có ý tứ khác, cho nên lão phu cũng không tiện nói gì. Lời nói này, mông sơn mình cũng coi như nói lời tự đáy lòng, làm mọi người xúc động rất lớn. Thương chiêu tông than thở, nào có đạo lý nữ nhi không lấy chồng, nàng chỉ có một ca ca như ta, nếu ta không thể làm tròn trách nhiệm quyền huynh thế thụ, ngoại nhân sẽ nghĩ thế nào? huống hồ này là nguyện vọng của phụ mẫu khi còn sống bởi vì khuôn mặt của thanh nhi vẫn nghĩ tìm cho nàng một nhà khá giả mông sơn minh gật đầu ta minh bạch gia sự của vương gia ta sẽ không nhúng tay cũng sẽ không nhiều lời chỉ là có một chuyện lão phu muốn thỉnh cầu vương gia thương chiêu tông mông bà bá, bá nói quá lời có sự tình gì cứ việc nói sao lại thỉnh cầu mông sơn minh xua tay có thuyết pháp khác lão phu tuổi lớn có lẽ không sống nổi mấy năm nhân lúc còn có thể nói chuyện coi như là vì quận chúa cầu xin đi. Vương gia, sau khi quận chúa gả vào phó gia, tương lai, mặc kệ quận chúa làm cái gì, khi đó nàng lựa chọn đều là ngày hôm nay chúng ta thay nàng lựa chọn, không thể trách nàng, hy vọng đến lúc đó vương gia có thể khoan nhượng và đối xử nàng tử tế. Chỉ thỉnh cầu này thôi, thần sắc thương chiêu tông nghiêm nghị, điểm này không cần mông bá bá phân phó, thanh nhi là muội muội ruột của ta, làm sao có thể không đối xử tử tế. Mông bá bá yên tâm, nhược nam và lam tiên sinh cũng nghe được, bản vương nhất định làm được. Phượng Nhược Nam vừa ra, liền được hạ nhân thông báo, nói phó quân lan đến. Nhớ tới hôm qua căn dặn, Phượng Nhược Nam lập tức đưa người tới, sau khi gặp mặt lại lần nữa căn dặn. Phó công tử, mấy ngày này ngươi bồi quận chúa nhiều một chút, tận lực khuyên bảo nàng. Được, phó quân lan tự nhiên là đáp ứng. Được vương ra cho phép, quản gia vương phủ lập tức bận rộn, bằng thế lực của vương phủ, ở Nam Châu vì thương thuộc thanh lo liệu chút chuyện nhỏ này dễ như ăn cháo, quả thực không đáng nhắc tới, rất nhanh liền tìm được bảo địa. Xe ngựa thương thuộc thanh đến đất hoang ở ngoại thành, nghĩa địa tuyển chọn tỉ mỉ đã bắt đầu đào sới, một quan tài thượng đẳng bày ra, đám thợ thủ công đứng chờ đợi, quản gia vương phủ tự mình giám công. Xe ngựa dừng lại, đội hộ vệ lập tức lắc mình bố phòng, đề phòng bốn phía. Phó quân Lan và thương thuộc thanh trước sau xuống xe ngựa, có hạ nhân nâng cái dương theo phía sau, chậm rãi từng bước đi tới. Thương thuộc thanh đánh giá hoàn cảnh chung quanh, quản gia bước nhanh qua nghênh tiếp, nói. Quận chúa, thời gian vội vàng, chưa kịp chuẩn bị, quay đầu lại liền để người làm đường đi. Thương Thục Thanh lắc đầu, không cần, như vậy cũng tốt, miễn cho có người tới quấy giày. Đi tới trước hố mộ nhìn một chút, lại đi tới trước quan tài kiểm tra. chương 1772, y quan trùng 2. Quản gia nói, này đã là quan tài tốt nhất có thể tìm được trong thành. Quản gia có tâm, Thương Thục Thanh cảm ơn, vẫy tay ra hiệu, hạ nhân khiêng dương lớn qua. Mở dương ra, bên trong đều là y vật và giày mà trước đây Nghiêu Hữu Đạo mặc qua, trên y vật gấp lại chỉnh tề còn có một cái hộp. Thương Thục Thanh bưng hộp, tự tay mở ra, bên trong có châm gài tóc cùng khăn đội đầu Nghiêu Hữu Đạo dùng qua. Tự tay sờ sờ đồ vật trong hộp, hình như có lưu luyến không rời, chú ý đến phó quân Lan ở bên cạnh, Thương Thục Thanh thu lại thần sắc không bỏ, đóng hộp, cúi người để vào bộ vị trên gối trong quan tài. Đứng dậy, lại bắt đầu lấy ra y vật trong dương để vào trong quan tài phó quân lan nhìn thấy cũng khom lung đi lấy muốn giúp một tay ai biết thương thục thanh lập tức lên tiếng ngăn cản phó công tử không cần sau đó nhận ra không thích hợp ngữ điệu lại nhu hòa thanh nhi tự mình làm là được phó quân lan cứng đờ đành phải thôi trong thần sắc hơi có chút phức tạp hắn không ngốc có thể nhìn ra thương thục thanh không muốn để cho người khác chạm những đồ vật này hết thảy đều bày chỉnh tề thương thục thanh nhìn chăm chú một trận quay đầu nhìn quản gia gật đầu. Quản gia lập tức phất tay nói, người đâu, phong quan trôn cất, thợ thủ công cấp tốc đi qua, nhấc nắp quan tài khép lại, tiếp đó len keng cạch cạch đóng đinh, sau đó khiêng quan tài để vào trong hố. Thời điểm vui lấp, quản gia lại qua hỏi thương thục thanh, trên mộ bia viết thế nào. Bia mộ còn trống, chưa điêu khắc, người khác cũng không nắm chắc chủ ý. Thương thục thanh lấy bút lưu lại bốn chữ lớn, kiểu chữ tú lệ, làm người ngoài nhìn liên tục gật đầu, phó quân lan thì thầm đào hoa tiên nhân, không lâu sau, thương thục thanh dừng lại, quản gia trần chờ nói. Không ghi người lập mộ, thương thục thanh, không cần, cứ như vậy đi, nàng an bài như vậy, quản gia cũng chỉ đành làm theo, sau đó gọi thợ thủ công qua, ngay tại chỗ điêu khắc lên. Chỉ vài chữ, đối với thợ điêu khắc mà nói không phải sự tình gì, đợi một xây tốt, bia mộ cũng khắc xong, văn bia ghi bốn chữ đào hoa tiên nhân rất bắt mắt. Sau đó thợ thủ công lui ra, hạ nhân bày chậu than, hương nến thương thuộc thanh đốt hương, phó quân lan cũng đốt hương tế bái, xem như tôn kính người chết, bọn hạ nhân cũng lục tục dâng hương. Đồng thời có một giỏ tiền giấy đặt lên, thương thuộc thanh yên lặng đốt vàng mã. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, thổi tiền giấy tản đi, phấp phới đầy trời. Quản gia trách hạ nhân làm việc bất lợi, thương thuộc thanh nói không liên quan tới bọn hắn, giúp hạ nhân nói một câu, sau đó đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tiền giấy tung bay đi xa hoặc tứ tán, tổ điểm sơn giã minh mông, làm ánh mắt nàng hoang mang. Đốt xong, thương thục thanh tự tay tung xuống một bình rượu, trước khi chia tay đứng ở trước bia mộ, chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, đưa tay chạm bốn chữ kia một lần, sau đó nhẹ giọng nói. Đi thôi, một nhóm người rời đi, chỉ còn sót lại một ngôi mộ. Sau khi mọi người biến mất không bao lâu, có tiếng vó ngựa truyền đến, một đám người rong rủi đi đến, thời điểm tới gần phần mộ, kỵ vệ tứ tán đề phòng. Thương chiêu tông ở trước mộ hìm ngựa, nhìn xem mộ mới, nhìn chung quanh một chút, vươn mình nhảy xuống, nhận ra chữ viết trên mộ bia là của Thương Thục Thanh, có chút nghi hoặc nói. Đào, hoa, tiên, nhân, sau đó thở dài một tiếng, ai thán lắc đầu. Đạo gia a à, đạo gia, người chết rồi chúng ta lừa nàng, người không chết chúng ta lại phải gạt nàng, ngày sau người bảo ta làm sao bàn giao. Người chết thì thôi, sống cũng tốt, ngược lại không chịu buông tha thanh nhi, chết sống đều muốn giành vặt thanh nhi nhà ta a à. Tới gần trạng vạng, phó quân Lan lưu lại một ngày cáo từ, trước khi rời đi lại được Phượng Nhược Nam đưa tiến, Phượng Nhược Nam dặn dò, để hắn ngày mai tiếp tục đến, tiếp tục bồi thương Thục Thanh. Phó quân Lan cũng rất khó xử, hắn biết Phượng Nhược Nam muốn mình an ủi thương Thục Thanh, nhưng ý tứ trong lời nói của thương Thục Thanh rõ ràng là muốn an tĩnh một đoạn thời gian. Hắn nói ý tứ của thương Thục Thanh, nhưng Phượng Nhược Nam trừng mắt. Người một người sống sờ sờ, không biết kiếm cớ sao. Phó quân Lan bất đắc dĩ, đành phải khúng núm đáp lại. Ngay đêm đó, thương Thục Thanh say rượu, một mình uống say ngã ở trên giường nhỏ mơ mơ màng màng lại gặp được người kia lên lưng ngựa muốn đi thánh cảnh nàng biết lần này đi thánh cảnh hung hiểm hô to đạo ra thánh cảnh nguy hiểm không thể đi người trên lưng ngựa quay đầu lại nở nụ cười giang hồ phi ngựa gió cũng tốt mưa cũng được đi đi liền về dứt lời phóng ngựa rời đi nàng ở phía sau liều mạng truy là to thế nhưng không đuổi kịp hai mắt nhắm lại nước mắt ẩm ướt trong mộng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người truy sát nghiêu hữu đạo đang bị thương trong mưa tên vèo vèo nghiêu hữu đạo bị loạn tiễn bắn thành con nhím máu me khắp người ngã xuống đạo ra thương thục thanh phát sinh một tiếng rên rỉ thê thảm hai mắt vừa mở bỗng nhiên ngồi dậy tỉnh rồi phát hiện bản thân ôm chăn ngoài cửa sổ đã hừng đông mới phát hiện trước đó hết thảy đều ở trong mộng há mồm thở dốc trên người mồ hôi như mưa trong đình viện phó quân lan đến rồi đang hỏi chuyện thị nữ trong phòng đột nhiên truyền đến thanh âm sợ hãi làm hai người quay đầu lại nữ tu sĩ thủ ở bên ngoài lắc người một cái khẩn cấp phá cửa đi vào phó quân lan và thị nữ chờ đợi ở bên ngoài cũng theo bản năng vội vàng chạy vào nữ tu sĩ xông vào không phát hiện trong phòng có gì dị thường cấp tốc ngồi ở bên giường bắt mạch đập của thương thục thanh thì pháp điều tra sau đó hồ nghi hỏi có phải quận chúa gặp ác mộng hay không thương thục thanh gật đầu ta không sao vừa ngẩng đầu phát hiện phó quân lan cũng tiến vào sửng sốt một chút đây chính là khuê phòng của nàng Ánh mắt ý thức nhìn mình lộ ra hai chân, dưới ống quần một đoạn chân nhỏ cũng lộ ở bên ngoài. Cả kinh, hai chân cấp tốc rút vào trong chân, lúng túng nói. Phó công tử đến rồi, ánh mắt phó quân lan cũng theo chạm đến, một đôi chân trần óng ánh ngọc nhuận, rất dễ nhìn, nhưng động tác trốn của đối phương cũng để hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Này là khuê phòng của nữ tử, tranh thủ xoay người, quay lưng nói. Vừa nãy nghe được tiếng rít gào, dưới tình thế cấp bách đi nhầm vào, là tiểu sinh vô lễ, quận chúa chớ trách dứt lời tranh thủ chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng. Khách tới, thương thục thanh không tiện ở trên giường, cấp tốc gọi hạ nhân đến, rửa mặt thay y phục. Tất cả thỏa đáng, thương thục thanh mới ra ngoài, vừa nhìn mặt trời mới mọc, biết đêm qua say rượu dẫn đến ngủ muộn, không phải là hành vi nên có của nữ nhi, có chút lung túng. Hạ nhân mời dùng điểm tâm, nhưng nàng không ăn, một là không thấy ngon miệng, hai là không tiện để phó quân lan chờ đợi thêm nữa. Đi thẳng tới bên đình, chào hỏi phó quân lan, công tử có việc gì sao? Kỳ thực hôm qua trong lời nói của nàng đã ám chỉ đối phương, muốn yên tĩnh một chút, không nghĩ tới chưa ước định đối phương đã chủ động tới. Phó quân Lan làm sao có thể nói, tổng không thể nói là Phượng Nhược Nam lệnh hắn đến chứ. Mượn cớ nói, tối hôm qua trở về, gặp phải công tử của vương tướng quân, nhắc lên sự tình quận chúa hứa hẹn tranh chứ, không biết quận chúa phải chăng còn nhớ. Thương Thục thanh ngơ ngác, đích xác có sự tình này, thế nhưng chưa đáp ứng thời gian cụ thể, làm sao sốt ruột như vậy? nhưng Phó Quân Lan đã làm chân chạy thay vương công tử, bất tiện để Phó Quân Lan tay không trở về, sợ Phó Quân Lan mất mặt, trầm mặc một chút, Thương Thục Thanh nói: "Phó công tử mời đi theo ta, hai người đi thư phòng, không nhọc hạ nhân." Thương Thục Thanh tự mình bày giấy vẽ. Phó Quân Lan ở bên mài mực thay, ngược lại hơi có chút chờ mong, vì biết nữ tử này bút công bất phàm. Kỳ thực vị vương công tử kia cũng chưa dục, hắn là kiếm cơ tới gặp, thứ hai là đến an ủi đối phương chương 1773, quyển khởi thương khung tế. Cụ thể phát sinh sự tình gì hắn không rõ ràng, không tìm được phương hướng, cũng không biết nên từ đâu hạ thủ, cùng tài nữ tương giao, cũng chỉ có thể như vậy, viết tranh chứ tự nhiên có thể rời đi tâm tư, vẽ xong lại đàm luận một phen, khiến cho tâm tình chuyển đổi. Nhưng khi thương thục thanh đề bút, lại có chút mờ mịt, mục không, tâm không, trong lòng không có gì, không biết nên vẽ cái gì mới tốt. Bây giờ tâm tư của nàng có thể tốt sao, mờ mịt dần thành âm u, từ từ viết ở trên giấy vài nét bút xuống chính là một cây giống y như thật phó quân lan nghiêng đầu nhìn ra là một cây cỏ tiếp đó dưới đầu bút lông lại là một cây cỏ vẽ vẽ phó quân lan phát hiện có chút không đúng bút lông của thương thục thanh càng lúc càng nhanh dần dần mất đi đồng cỏ tao nhã hóa thành cỏ dại bút mực nồng nơi gần nhạt nơi xa giống như thảo nguyên lan tràn đi xa cỏ dại hoang tàn điểm điểm bút mực rơi ở trên giấy vẽ lại lên xuống tô điểm từng chim tước bay lượn hiện lên, dần dần bay xa. Chim tước không có sinh khí, bởi vì kia là quả đen, lại so sánh với thảo nguyên thê lương phía dưới, làm cho người ta bi thương vô tận. Lại thấy thương thục thanh để bút chấm mực, từng hàng chữ viết hiện lên, giống như rồng bay phượng múa. Phó quân lan ngơ ngác nhìn nàng, chỉ thấy nàng mặt đầy bi sắc, hình như có bi phẫn vô tận, sau khi làm liền một mạch, nàng chậm rãi thu bút, hồn bay phách lạc đứng đó. Phó quân lan nuốt nước bọt, phát hiện bản thân dường như tìm sai phương thức an ủi rồi. Lại cúi đầu nhìn chữ viết, từ từ đọc lên, khô hao sắt sắt lộ thê phong, nhất bôi hoàng thổ thảo thảo liễu. Hoàng chỉ thiên trương toái phiêu phiêu, loạn ly khứ, quyển khởi thương khung tế. Thùy nhân yết, bôi tử tế, túy nhãn khấp, tiệm mê ly, giang hồ. Sau khi đọc xong lại nhìn người bên cạnh, thương thục thanh nhỉ non, lầm bầm lầu bầu, đọc một câu cuối cùng. Giang hồ phi ngựa nhập mộng đến, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, phó quân lan nhìn nàng hồi lâu cuối cùng đưa tay kéo tranh chữ lại nhìn kỹ trên bức tranh lộ ra thê lương vô tận lại thêm vài hàng chữ thê lương làm cả bức họa đau thương vô hạn làm người đứt ruột nhưng hắn không thể không thừa nhận này là một bức từ họa cực kỳ tốt chỉ dựa vào ý cảnh liền không thể phủ nhận chỉ là quá thương cảm đưa đồ vật này cho vương công tử vương công tử thu được đoán chừng sẽ ảnh hưởng tâm tình đồ vật này có thể tặng người sao kỳ thực vừa bắt đầu tham dự du viên trở thành đối tượng vương phủ chọn dễ, cũng không phải ý tứ của hắn. Bản thân hắn điều kiện cũng không kém, không lo không tìm được nữ tử mạo Mỹ, ai không biết vị quận chúa kia của vương phủ bộ dạng xấu xí, gia đình có chút điều kiện ai muốn cưới gái xấu như vậy. Thế nhưng không có biện pháp, gia tộc áp lực, hắn không thể không nghe. Nhưng theo sau đó tiếp xúc, càng ngày càng có thể cảm nhận được dưới dung mạo xấu xí kia là dạng người gì, ôn nhu, tâm địa tốt, lan tâm huệ chất, trên người không nhìn thấy chút cái giá quận chúa nào, là nữ tử đối nhân xử thế rất tốt. Mà dưới dung mạo xấu xí kia, càng ẩn giấu đi tài hoa ngoại nhân không biết, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mọi thứ tinh thông, thí dụ như tranh chữ trước mắt, tiện tay liền làm. Mới đầu không tình nguyện, đến sau đó, hắn là thật tình nguyện, cái gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vào ngay hôm nay mới biết, hắn là thật bị tài hoa của Thương Thục Thanh thuyết phục, cảm giác bản thân nhặt được bảo. Nhưng hiện tại, nhìn đến bức tranh chữ này, sự tình trước đó âm thầm phỏng đoán dường như đã làm rõ quyền khởi thương khung tế quyền khởi thương khung tế trong miệng phó quân lan nỉ non lặp đi lặp lại câu nói này nhớ tới hôm qua tế bái một cơn gió đến giấy bay đầy trời cùng câu từ trong tranh chữ là hợp như vậy thế nhưng có thể viết ra câu nói này nên đau thương cỡ nào lúc an táng nhìn như bình tĩnh ngay cả trên mộ bia cũng không viết danh tự người chết cũng không thấy nữ nhân này có một giọt lệ nhưng ở trong lòng nữ nhân này giấu giếm bi ai, là hận không thể cuốn lấy toàn bộ bầu trời tế điện. Thế nhưng vô năng ra sức, bi ai tự nuốt, chén rượu tế, mắt say uống, chỉ có thể gặp ở trong mộng. Quận chúa, phó quân lan than nhẹ một tiếng, trong sướng sờ, thường thục thanh nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, mới biết bản thân thất thần, ngay cả bức tranh bị rút đi cũng không biết, cũng không biết bản thân sửng sốt bao lâu, có chút cuống quyết, để bút xuống nói xin lỗi. Nhất thời thất thố, để công tử chê cười rồi. Phó quân Lan gượng ép nở nụ cười, lắc lắc đầu, thử hỏi một tiếng. Quận chúa, đào hoa tiên nhân an táng kia chính là đạo gia sao? Hắn, hắn chết rồi, một câu nói, chỉ một câu này, dường như xuyên thủng tất cả, trong nháy mắt thương thục thanh rơi lệ. Trước nhịn xuống không khóc, nhịn xuống không ở trước mặt người khác gào khóc, nàng đột nhiên rơi lệ, hai tay dùng sức che miệng, vô lực lắc đầu, dường như còn không muốn để cho người nhìn thấy, càng không để ý dáng vẻ ngồi xổm xuống nghẹn ngào, nghẹn ngào tan nát cõi lòng, tâm tình triệt để mất khống chế. Phó quân Lan bị nàng nháo luống cuốn tay chân, vội vàng để tranh chữ ở trên bàn, đưa tay đi dìu nàng. Thương Thục Thanh lắc đầu cự tuyệt, sợ bị người khác nhìn thấy, che miệng nghẹn ngào. Là ta hại hắn, ta không nên mời hắn xuất sơn, không nên... Không nên quấn quyết lấy hắn vì huynh muội ta dốc hết tâm huyết, là ta hại chết hắn, làm hại hắn ngay cả thi thể cũng không tìm được. Trước khi hắn chết nhất định sẽ rất thống khổ, hắn nên tuyệt vọng cỡ nào, lúc đó có người cứu hắn sao? Có lẽ bên cạnh ngay cả một người có thể giúp hắn cũng không có. Phó Quân Lan không biết nàng nói cái gì, tiếng khóc nghẹn ngào, thêm nữa che miệng nên nghe không rõ lắm. Nhưng hắn coi như hiểu, chỉ có thể ngồi xổm ở trước mặt nàng, trong thần sắc cũng có mấy phần phiền muộn. Sau một lúc lâu, rốt cục phát tiết một trận thương thuộc thanh buông miệng ra, dùng tay áo lau nước mắt, luôn mồm xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi, phó công tử, ta, ta." Nàng đứng lên, dường như phản ứng lại cái gì có chút luống cuống tay chân, có chút không biết nên giải thích thế nào. Phó quân Lan cũng đứng lên, mỉm cười lắc đầu. Không sao, cố nhân từ trần đích xác là sự tình đau thương, thân nhân trong nhà mất, ta cũng trải qua. Ở dưới hắn động viên, thêm nữa thương thuộc thanh kiềm chế không tệ, tâm tình rất nhanh thì ổn định lại. Chờ nàng lau khô nước mắt, phó quân Lan thử hỏi. Có phải quận chúa rất yêu đạo gia không? Thương thuộc thanh nhất thời hoảng rồi, khoát tay nói. Phó công tử, ta và đạo gia rất trong sạch, tuyệt không phải như ngươi nghĩ phó quân lan mỉm cười hiện tại hắn rất thản nhiên cả người cũng lộ ra tự nhiên động viên quận chúa không nên gấp ta tin tưởng quận chúa thanh bạch ý tứ của ta không phải như quận chúa nghĩ ta chỉ là hiếu kỳ bằng tài hoa của quận chúa hẳn không phải người nào cũng có thể vào mắt ngài nam tử có thể để quận chúa tình chân ý thiết đối xử như vậy hẳn là vô cùng nổi bật thương thục thanh trầm mặc không biết nên hồi đáp thế nào phó quân lan thử hỏi nói anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng hay bởi vì đạo gia pháp lực vô biên không phải loại nam tử tầm thường như ta có thể đạt đến đến mức độ này dường như không tất yếu che lấp cái gì hắn đã hỏi thương thuộc thanh cũng sẽ không giấu hắn ta không biết nên hình dung hắn thế nào ta muốn hỏi công tử một câu công tử sẽ vì ta đi chết sao phó quân lan trầm mặc sau đó cười khổ không dám lừa gạt quận chúa tình huống trước mắt có lẽ sẽ có lẽ sẽ không nếu như thật có thể may mắn cùng quận chúa bên nhau mà nói, phó mỗ tin tưởng bản thân còn có đảm đương kia. Thương Thục Thanh, hắn sẽ, ta và hắn kỳ thực không có bất kỳ cái gì vượt qua tình cảm, tối đa chỉ có thể coi là một bằng hữu Năm đó giác hồ chi chiến, đại quân yên triệu đối chọi triệu quốc gia kỳ chiêu bắt cóc ta, dùng để uy hiếp quân yên triệt binh. chương 1774, đại buôn bán. Hai nước giao chiến, sao có thể bởi vì ta mà bại, ngay cả ca ca ta cũng từ bỏ ta, là đạo gia, đạo gia biết rõ rất nguy hiểm, nhưng mạo hiểm tới cứu. Ta được cứu, nhưng đạo gia bị truy sát trọng thương, lúc tìm được đã thoi thóp, nếu không phải đúng lúc cứu viện, lại muộn một chút, lúc trước đạo gia đã vì Thanh Nhi chết ở giác hồ. Thiên quân vạn mã không người cứu ta, chỉ có hắn nguyện vì Thanh Nhi liều mình. Tuy phó quân Lan không hiểu chiến sự, nhưng cũng nghe nói qua trận diệt quốc chi chiến kia, mấy triệu đại quân đối chọi, kia là tình cảnh cỡ nào. Nhưng mấy triệu đại quân không thể cứu một nữ tử yếu đuối, chỉ có một người nguyện đi, mấy lời rất ít, nhưng chỉ nghe một chút, Phó Quân Lan lại không khỏi thở ra một hơi. Thật là đại trưởng phu, sau đó lại hỏi, nguyện vì quận chúa chịu chết, nói vậy hắn cũng trung tình với quận chúa. Nhất định phải nói cái gì trung tình hay không trung tình, làm thương thuộc thanh có chút lúng túng, nhưng thấy hắn thẳng thắn, cũng không giấu hắn. Nếu thật sự là lẫn nhau trung tình, thanh nhi sao dám ở trước mặt phó công tử nói hai chữ thanh bạch. Đạo gia cứu ta, chính là hắn đối nhân xử thế, không quan hệ tới tình yêu nam nữ phó công tử biết vì sao ta ở trên mộ bia lưu bốn chữ đào hoa tiên nhân không phó quân lan nghi hoặc không phải tên tuổi của đạo gia đào hoa ổ trong đào hoa am đào hoa am dưới đào hoa tiên đào hoa tiên nhân trồng cây đào lại trích đào hoa đổi rượu tiền thương thục thanh bỗng từ từ ngâm một bài thơ ngâm xong cười nói này là lúc ta vào trong núi mới gặp đạo gia nghe hắn ngâm hắn tự xưng là đào hoa tiên nhân ồ Phó quân Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai xương hồ đào hoa tiên nhân là như vậy, chẳng trách bia mộ viết lưu niệm. Sự tình phó gia bị liên lụy, Ninh Vương phủ ở kinh thành tao ngộ kiếp nạn công tử hẳn biết được, sau khi chạy khỏi kinh thành, liền tới Thượng Thanh Tông, bởi vì Thượng Thanh Tông cùng phụ vương giao tình không ít, ta liền đi Thượng Thanh Tông, muốn mượn trợ lực. Nhưng lòng người dễ thay đổi, không thể nhờ được người khác, chỉ nhờ được đạo gia xuống núi. Đạo gia và gia tộc ta không có bất kỳ giao tình, không muốn cuốn vào thị phi vốn muốn rời đi, lại bị ta nghĩ biện pháp khuyên bảo lưu lại. Thương Thục Thanh kể lại sự tình 10 năm trước, có thể nói thì nói, không thể nói thì tình lược đi, dù tình lược không ít, nhưng rất nhiều chuyện Phó Quân Lan nghe tới, đã đủ kinh tâm động phách, mới biết thương chiêu tông một đường quật khởi không dễ, không phải dân chúng tầm thường tưởng tượng năng trinh thiện chiến liền có thể đánh hạ được phần cơ nghiệp này, sau lưng không biết liên lụy đến bao nhiêu sự tình. Coi như có tình lược, trên thực tế có chút sự tình không tất yếu để Phó Quân Lan biết đến, nhưng vẫn là câu nói kia, thương thuộc thanh không muốn lừa gạt hắn. Sau khi nói xong, Phó Quân Lan mới biết nhiều hữu đạo đối với thương chiêu tông ý nghĩa là gì, đối với thương thuộc thanh ý nghĩa như thế nào. Hắn cảm khái nói, thiếu niên tuổi không đến 20 xuất sơn, sử dụng mưu lược thông thiên, phiên vân phúc phú, hơn nữa anh hùng hổ đảm, lại có một thân tu vi dám liều mạng chém giết với cường địch, lại thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, tài mạo song toàn, trong lúc nói cười tung hoành thiên hạ, trên đời lại có kỳ nhân như vậy, thật là thiên phú kỳ tài. Phó mỗ vốn tưởng chỉ là một pháp sư pháp lực cao cường chấn nhiếp cường địch mà thôi, hôm nay biết ta so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi. Ha ha, so sánh với loại nhân vật này, phó mỗ thật là sống uổng phí nhiều năm. Kỳ nam tử như vậy, cũng khó trách có thể làm quận chúa chân thành. Trước còn có một chút tưởng niệm, nghĩ người đã mất, có lẽ có thể thay thế ở trong tim quận chúa, bây giờ mới biết vị đạo gia này là nhân vật phó quân lan vĩnh viễn khó có thể nhìn theo bóng lưng, có tài đức gì mơ mộng hão huyền. Thương Thục Thanh vội nói, "Phó công tử, Thanh nhi chỉ là như thực chất nói ra." Phó Quân Lan nhấc tay đánh gãy, "Quận chúa chớ gấp, tiểu sinh chỉ cho rằng nhân vật như vậy chết rồi, đích xác quá đáng tiếc." Quay đầu lại cười nói, "Quận chúa có khả năng không biết, ngày hôm trước Lam Tiên Sinh tới tìm ta, bảo ta mau chóng cầu hôn, bây giờ." Hắn lắc lắc đầu, Thương Thục Thanh lúng túng nói, "Phó công tử, Thanh nhi không có ý khác." Phó Quân Lan, tuy Phó Mỗ bất tài, nhưng lại có thể nhìn ra nếu không phải người nhà bức bách quận chúa cũng không nguyện gả ra ngoài ta chỉ muốn hỏi quận chúa một câu nếu như không có người nhà bức bách quận chúa có nguyện chân tâm thành ý gả cho ta không thương thục thanh trầm mặc không nói lời trái với lương tâm nàng không nói ra được phó quân lan nở nụ cười hơn nữa cười rất sán lạn cả người lộ ra hào hiệp kỳ thực hiện tại ta rất ung dung có lẽ quận chúa không biết mỗi lần tiến vào vương phủ nhìn thấy thị vệ như rừng bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động thực sự là nội tâm nơm nấp lo sợ, chỉ lo nơi nào làm sai, vấn đáp chặt chẽ, quy củ quá nhiều, mỗi một lần đến đều cảm thấy mệt mỏi. Phó gia và vương phủ tranh lệch thật quá lớn, sau khi phó gia tao ngộ kiếp nạn thất bại hoàn toàn, nghe nói vương gia ở Nam Châu khởi binh, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, chiếm được Nam Châu, khí thế như mặt trời ban trưa, phó gia liền chuyển toàn tộc đến, một đường gian khổ là ngoại nhân không thể tưởng tượng. Đến Nam Châu, toàn gia tâm tình thấp thỏm, may là vương gia còn niệm tình xưa, cho phó ra một chỗ kinh doanh, mới để phó ra dần dần khôi phục nguyên khí. Sở dĩ lệnh ta kết thân với quận chúa, là bởi vì phó ra chịu nhiều đau khổ, phó ra biết rõ ở trong loạn thế không có quyền thế che chở kết cục sẽ như thế nào. Lần này trở về, ta thật không biết nên báo cáo kết quả với người nhà thế nào. Bên người nhà có lẽ còn dễ xử, nhưng ngoại nhân không biết chuyện. Ngoại nhân đều cho rằng ta và quận chúa đàm hôn luận gà tất thành, bây giờ thậm chí có không ít quan viên địa phương bắt đầu chủ động đăng môn bái phỏng phó ra. Một khi ta cử thân, ngoại nhân tự nhiên sẽ cho rằng ta đắc tội vương gia, đến lúc không biết sẽ có bao nhiêu người tìm phó ra phiền phức. Nếu quận chúa cử thân, đang yên đang lành vì sao cử thân? Ngoại nhân cũng sẽ cho rằng có phải phó ra trêu vương phủ không cao hứng hay không, cũng sẽ có phiền phức. Ai, thật để người đau đầu. Nói tới mức độ này, thường thuộc thanh minh bạch ý tứ của hắn, trải qua sự tình này, nàng cũng minh bạch mình muốn gì, thái độ của đối phương cũng làm nàng rộng rãi sáng sủa, cũng không nói cái khác, nói thẳng phó công tử khó xử, thanh nhi minh bạch, phó công tử yên tâm, sự tình này ta sẽ nói rõ ràng, không liên quan gì tới công tử, sẽ nhờ Lam Tiên sinh ra mặt chăm sóc, Nam Châu tất sẽ không có người làm khó dễ phó ra. Sau này nếu phó ra có gì khó xử, có thể đến tìm ta, có thể giúp, thanh nhi nhất định dùng hết khả năng. Phó quân Lan nghiêm mặt nói, quân Lan tố khổ, cũng không phải muốn không cưới, mà là hy vọng quận chúa minh bạch, quân Lan không thể không cầu hôn. Thương Thuộc Thanh im lặng, Phó quân lan bỗng mỉm cười nở nụ cười, nói đùa thôi, quân lan chỉ là muốn biết, nếu như quân lan biết khó mà lui, quận chúa còn sẽ gả cho người khác hay không? Nếu như còn, quân lan sẽ thủ vững không lùi, nếu như không, quân lan không dám khinh nhờn. Thương Thục Thanh nở nụ cười, rất kiên quyết nói, chuyện cũng như mộng, không gả cho ai, ai, phó quân lan thở dài, người nhà cực kỳ chờ mong, lần này trở về, sợ là sẽ bị mắng chết. Thương Thục Thanh cười nói, hôm nọ du viên, Bao nhiêu nam nhi, thanh nhi có thể lựa chọn công tử, quân tử như Lan, thanh nhi không có trông nhầm, nếu như hủy lời hứa tái giá, lựa chọn hàng đầu vẫn là công tử. Quận chúa đã cười, xem ra vương phi bàn giao nhiệm vụ ta cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Phó quân Lan than thở, thương thục thanh không rõ, nhiệm vụ, chương 1775, đưa cái lão bà cho hắn. Một, phó quân Lan nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói. Sợ người nghĩ không thoáng, vương phi bảo ta đến an ủi ngươi, lấy tranh vẽ cho vương công tử, mượn cớ mà thôi. Chỉ chỉ bức tranh trên bàn, tiếp đó cầm lên, bức họa này của quận chúa, đưa cho vương công tử không thích hợp, không bằng đưa cho quân lan lưu niệm được không. Thương Thục Thanh, nếu phó công tử không chê, Thanh Nhi nguyện tặng cho công tử. Phó quân lan xua tay, hay, không ghét bỏ, không ghét bỏ, sao có thể ghét bỏ. Bởi vì bức họa này, phá hủy một đoạn nhân duyên của ta, ta lấy đi bức họa này, làm quận chúa nợ ta một món nợ ân tình không quá đáng chứ ngày khác nếu phó gia có sự tình, ta sẽ cầm bức họa này đến cầu, cầu quận chúa trả ta nhân tình, quận chúa ý như thế nào. Thương Thục Thanh cười gật đầu đáp ứng, được, một lời đã định, vậy tiểu sinh xin cáo từ. Phó quân lan chắp tay, cầm lấy bức họa, Thương Thục Thanh đưa hắn, nhưng hắn liên tục khoát tay nói. Không cần, không cần, không cần đưa, đã rất quen rồi. Nhưng Thương Thục Thanh vẫn tự mình đưa hắn đến cửa tiểu viện, nhìn theo đối phương rời đi. Không khéo là, Phó Quân Lan còn chưa ra vương phủ, liền gặp phải Lam Nhược Đình. Phó công tử, Lam Nhược Đình phất tay, cho lui tùy tùng, thấp giọng hỏi. Sự tình cầu hôn, quý phủ chuẩn bị thế nào rồi? Sau này Lam Tiên Sinh sẽ biết, Phó quân Lan dứt lời chắp tay, trên mặt mang theo mỉm cười thong dong, không nhìn vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Ồ, oh, Lam Nhược Đình xoay người nhìn theo, vuốt dâu trầm ngâm, không biết có phải ảo giác hay không, phát hiện vị này đột nhiên hào hiệp hơn rất nhiều, không còn câu nệ, dường như biến thành một người khác, biến hóa nhanh như thế, không biết chuyện gì xảy ra. Gia đại môn vương phủ, phó quân lan quay đầu lại liếc nhìn, lại nhìn bức tranh trong tay, cười khổ nói. Trở về thật sẽ bị mắng chết rồi, chỉ mong khoản buôn bán này làm đáng giá. Người hầu ghé vào trước mặt, công tử, cái buôn bán gì? Đại buôn bán, phó quân lan gõ đầu hắn, phất tay nói. Trở về, trong vương phủ, đối mặt thương thục thanh đứng ở trước mặt thản nhiên tự tin, đám người thương chiêu tông chấn kinh. Thương Thục Thanh gọi mọi người tới, trực tiếp nói thẳng, mình không muốn gả. Mông Sơn Minh vuốt dâu mỉm cười, theo hắn, đây mới là kết quả tốt nhất, mặc kệ tương lai chân tướng như hữu đạo chết có thể lộ ra hay không, nhà đầu này cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Trong lòng thương chiêu tông bi phẫn, nói cái gì tới cái đó, quả nhiên vẫn bị tin đạo ra qua đời gây ra biến cố. Thái độ của thương thục thanh rất kiên quyết, lần này nói cái gì cũng vô dụng, trải qua một lần biến cố, tâm hoa thong rong, sẽ không để cho mình bị khó xử. Cũng xác thực bởi vì biến cố này, thái độ của muội muội đã quyết, thương chiêu tông cũng không bước nàng nữa, trước đây mông sơn minh nói ít nhiều làm hắn có xúc động. Nhưng một cô nương, không lấy chồng thì đi làm gì? Thương Thục Thanh cũng tìm sự tình để làm, không muốn nán lại ở trong vương phủ nhàn rỗi, muốn ở bên cạnh vương phủ mở lớp học, miễn phí dạy hài tử nhà nghèo, muốn phát huy tác dụng sở học của mình. Đối với cái này, trong vương phủ không ai phản đối, dù sao cũng có thể vì vương phủ giành được một chút thiện danh. Sau đó Thương Thục Thanh trừ dạy dỗ những hài tử kia, tình cờ có tâm tình sẽ ra khỏi thành, đi tới bên mộ đào hoa tiên nhân tĩnh tọa một lúc. Không gả, Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên, khóe miệng giật giật, Vân Cơ mang xem ảnh một theo ánh mắt cân nhắc nhìn Ngưu Hữu Đạo. Phải, thương thuộc thanh cử hôn, chắc chắc sẽ không gả cho người. Quản Phương Nghi rất khẳng định, liên tục cười lạnh nói. Người nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, không quản được miệng của mình, vừa lên tiếng, phá hủy cả đời người ta, người gánh nổi trách nhiệm này sao? Người hổ thẹn không, Ngưu Hữu Đạo không phục sự tình này mọi người đều biết là bọn hắn muốn giấu có thể che giấu sao? này cũng có thể trách đến trên đầu ta. quản phương nghi nhắc nhở người ta không cần giấu cả đời chỉ muốn giấu đến sau thanh nhi kết hôn lại nói người trộn lẫn vào lần này tốt rồi. nhưu hữu đạo góc nhìn đàn bà quản phương nghi phải ta là góc nhìn đàn bà chính bởi vì ta là đàn bà mới càng hiểu nữ nhân. ngươi thật một chút cũng không hổ thẹn. nhưu hữu đạo có chút tức giận đừng có chút lên người ta ngón trỏ quản phương nghi ngoác ngoác trái tim hắn, kết quả bị nghiêu hữu đạo đập ra, nhưng không tức giận. Vương khiếu, nếu thật cảm thấy hổ thẹn, không bằng lấy công chuộc tội, ngươi thẳng thắn cưới người ta đi. Dứt lời quay đầu bước đi, nghiêu hữu đạo còn không kịp mắng, nàng liền chạy, nhìn thấy vân cơ vẻ mặt cân nhắc, ý vị chế nhạo rất rõ ràng, lập tức sầm mặt lại. Vân cơ lập tức nói, ngươi có thể rũ sạch liền tốt, ha ha, nghiêu hữu đạo giận quá mà cười, liên tục gật đầu, phát hiện thế đạo biến đổi, từng cái từng cái bắt đầu dám khiêu khích hắn, chỉ chỉ. Các ngươi từng cái từng cái, này là bắt nạt ta mai danh ẩn tích không dám phát hỏa để người phát hiện, từng cái từng cái đều muốn tạo phản phải không? Nghĩ ta thu thập không được các ngươi có phải không? Vân cơ rất bình tĩnh, xoay người nhìn ngoài cửa sổ, giống như cái gì cũng không nghe thấy, trong miệng nhẹ nhàng ngâm một giai điệu. Núi không nói, biển xanh, mặc kệ nhiều hữu đạo có thừa nhận sự tình thương thuộc thanh liên quan tới hắn hay không, một loạt sự tình chân chính có quan hệ tới hắn đã triển khai phủ thứ sử kim châu lê vô hoa phong trần mệt mỏi quay về hải như nguyệt nghe tin từ bên trong gia nghinh tiếp gặp mặt liền hỏi đưa tin là được vì sao còn phải tự mình đi một chuyến vạn động thiên phủ ý kiến thế nào cái gọi là ý kiến là bởi vì thương chiêu tông phái mật sứ đến chỗ nàng yêu cầu kim châu phối hợp nam châu hành động quân sự muốn hai châu liên thủ điều động nhân mã tạo áp lực với tử kim động vì thương chiêu tông và tử kim động đàm phán tranh thủ trạng thái có lợi nhất bên này truyền tin tức trưng cầu ý kiến của vạn động thiên phủ ai biết vạn động thiên phủ hồi phục là lệnh lê vô hoa mau chóng trở về một chuyến vào trong lại nói dường như bất tiện ở bên ngoài nhiều lời lê vô hoa nhấc tay ra hiệu hai phu phụ cấp tốc đi vào trong tiến vào một gian tĩnh thất thu luyện lê vô hoa buông tiếng thở dài điều động đại quân phối hợp nam châu hành động đi hải như nguyệt kinh ngạc tông môn đáp ứng lê vô hoa liếc nhìn bốn phía đưa miệng tới bên tai nàng thấp giọng nói không có biện pháp không đáp ứng. Có biết vì sao truyền ta trở về hay không, bởi vì có chút sự tình không dám nói ở trong thư. Trước đó trưởng môn thu được một mật thư không biết ai truyền đến, trong thư đề cập bí mật của xích dương chu quả, trong thư liệt kê chứng cứ rõ rõ ràng ràng. Hải như Nguyệt Cả Kinh, người ý tứ là Nam Châu dở trò, Lê Vô Hoa, cụ thể là ai dở trò không biết, nhưng yêu cầu chúng ta phối hợp Nam Châu điều động nhân mã, trừ bên Nam Châu còn có thể là ai. Ai, xem ra nghiêu hữu đạo chết, cũng không có mang bí mật kia đi. Từ Kim Động, Quy Miên Các, trưởng môn cung lâm sách cùng với mấy vị trưởng lão tụ hội, chỉ thiếu hai người. Nghiêm lập đi rồi, đã bị người phiêu miểu các mang về thánh cảnh. Trưởng lão Nguyên Ngạn thì đi Nam Châu Hiệp Đàm, hai vị thái thượng trưởng lão khác lưu thủ cũng tới, sắc mặt Xuân Tín Lương và Đồ Khoái nghiêm nghị, ngồi xếp bằng ở hai bên Trung Cốc Tử, đối mặt một đám người phía dưới. Trung Cốc Tử y nguyên nhắm mắt không nói, cung lâm sách thay tuyên bố ý đổ triệu tập mọi người đến đây. Là ý thế nào, Trung Cốc từ tự giác thọ hạn đã gần đến, thân thể đã quá mức giải yếu, không cách nào lại duy trì cơ năng sinh lý bình thường, muốn tiến vào một lần đại bế quan toàn lực chữa trị cuối cùng, nếu có thể chịu nổi, có lẽ còn có thể sống lâu 2 năm, không chịu nổi, lần này khả năng chính là lần cuối gặp mọi người. Nói xong mục đích, cung lâm sách tuyên bố, chương 1776, đưa cái lão bà cho hắn. Hai, lần này trong lúc trung lão bế quan, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện tiếp cận quy miên các, Bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu Trung lão bế quan, người trái lệch, lấy môn quy nghiêm trị. Mọi người trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc, kể cả hai vị thái thượng trưởng lão khác cũng lĩnh mệnh. "Vâng." Cung Lâm Sách nhìn về phía Trung Cốc Tử, "Trung sư bá, ngài xem ngài còn có gì phân phó không?" Trung Cốc Tử chậm rãi mở hai mắt ra, giọng điệu tan thương nói, "Thọ có thiên thời, không thể chống cự, vội vã trăm năm trong nháy mắt đã qua, chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, ân ân oán oán, thị thị phi phi." Ai đúng ai sai, nghiệp chướng đều quy thành hư vô, làm sao còn có gì phân phó. Hai vị sư đệ, ta có khả năng không qua nổi năm nay, trước tiên cáo biệt một tiếng, tự bảo trọng. Sắc mặt Xuân Tín Lương và Đồ Khoái Bi Ai đều cúi đầu. Sư huynh bảo trọng, hai người là chân tâm đau buồn, qua không được bao năm, hai người cũng sẽ đi tới một bước này, có cảm giác thỏ tử hồ bi. Cử An ở ngoài cửa âm thầm rơi lệ, trung cốc tử, trưởng môn lưu lại, người khác đi đi. Vâng. Chư vị trưởng lão đứng dậy, cung kính chắp tay, từng bước một lùi về phía sau rời đi. Xuân Tín Lương và Đồ Khoái Lưu Luyến không rời, Trung Cốc Tử nói: "Đi đi, mọi người lục tục rời đi." Trung Cốc Tử nhìn Cung Lâm sách khẽ gật đầu. Cung Lâm sách liếc nhìn ngoài cửa, đến gần bên người Trung Cốc Tử, cúi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Sư bá yên tâm, hết thảy đều an bài thỏa đáng." Trung Cốc Tử cũng thấp giọng nói: "Ta lấy thân thử nghiệm trước, xem có thể thành công hay không." cần thời gian lại như thế nào, sau khi có kinh nghiệm, sẽ để trưởng môn tham khảo. Làm phiền sư bá, cung lâm sách khẽ gật đầu, này là hắn cực kỳ cần, tuy hắn có vô lượng quả, nhưng toàn bộ tử kim động không có bất kỳ người nào có kinh nghiệm sử dụng vô lượng quả, không biết sử dụng vật này đột phá cần bao nhiêu thời gian, này đối với hắn mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Tử kim động không thể một ngày vô chủ, hắn là trưởng môn tử kim động, không thích hợp biến mất quá lâu, lại đang ở thời buổi rối loạn, cho nên nắm giữ được thời gian đại khái vô cùng trọng yếu, có thời gian cụ thể hắn mới có thể quy hoạch rõ ràng. Trung Cốc Tử, đi đi, cung lâm sách lùi về sau, chắp tay hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Ra đại môn, phất tay ra hiệu, bên ngoài lập tức có đệ tử núi đuôi nhau đi vào, có thì khiêng thùng nước, có thì nâng hộp linh đan. Lần này đại bế quan, Trung Cốc Tử sẽ không dùng ẩm thực ngoại giới, cơ hồ triệt để thiến vào trạng thái tịch cốc. Đợi đệ tử đưa đồ vật vào đi ra hết, cung lâm sách ra lệnh một tiếng phong ấn, cọt kẹt, đại môn dày nặng của quy miên các đóng lại, dán giấy niêm phong. Sau đó cung lâm sách xuất lĩnh mọi người đứng chỉnh tề, chắp tay bái ba cái. Tất cả xong xuôi, bên ngoài tăng mạnh thủ vệ, phòng ngừa có người quấy giày chung cốc tử. Mà cung lâm sách mới vừa cùng mọi người đi tới dưới ngọn núi, liền có thư khẩn cấp đưa đến trong tay Doãn Dĩ Đức. Doãn Dĩ Đức xem xong, nhìn cung lâm sách bẩm báo. Trưởng môn, bên Nam Châu truyền đến tin tức trao đổi với Thương Chiêu Tông, thương chiêu tông đưa ra yêu cầu quá đáng. Cung lâm sách mặt không hề cảm xúc, nói, doãn dĩ đức, nguyên trưởng lão báo, thương chiêu tông muốn lưu người của Thảo Lưu Biệt Viện ở Nam Châu, cũng yêu cầu trả lại phi cầm cho Thảo Lưu Biệt Viện. Phó quân nhượng cả giận nói, mở cái chuyện cười gì, này là sự tình đã nói với nhiều hữu đạo khi còn sống, bây giờ Thảo Lưu Biệt Viện đổi ý là có ý tứ gì. Những phi cầm cỡ lớn kia là bọn hắn lập xuống chứng từ biếu tặng, bây giờ muốn đòi về, lẽ nào có lý đó, sớm biết như vậy, liền không nên để bọn hắn sống sót rời từ kim động. Cung lâm sách hỏi, còn nữa không, doãn dĩ đức gật đầu, còn, nguyên trưởng lão phát hiện người của tiêu giao cung và linh kiếm sơn đã đến phủ thành Nam Châu, dường như muốn nhân cơ hội đào góc tường của tử kim động chúng ta. Mặt khác, trước đó thường chiêu tông truyền đạt quân lệnh, nhân mã Nam Châu đã bày ra trạng thái điều động dị thường, mà nhân mã bên Kim Châu cũng có điều động. Nhìn trạng thái hai người liên động, có hai loại khả năng. Một trong số đó, là thương chiêu tông bày ra trạng thái không tiếc giá lớn, chỉ cần tử kim động ta dám động hắn, một khi Nam Châu có biến, nhân mã Nam Châu có khả năng khẩn cấp lui về Kim Châu, nhân mã Kim Châu sẽ làm chuẩn bị tiếp ứng. Thứ hai, nhân mã Hai Châu dường như có khả năng liên thủ tấn công Quang Châu, trưởng môn Đại Thiền Sơn Hoàng Liệt rất căng thẳng, đã khẩn cấp đi phủ thành Nam Châu, gặp mặt nguyên trưởng lão. Mạc Linh Tuyết cười gần, thương chiêu tông khá lắm, thật cho rằng không dám giết hắn sao. Trưởng môn, theo ý ta, nên nhanh chóng phái người đi trực tiếp tiêu diệt tất cả người của thảo lưu biệt viện người thảo lưu biệt viện không còn ta xem hắn còn cùng ai bàn điều kiện cung lâm sách liếc chéo nói nếu thương chiêu tông thật không tiếc tất cả thì làm sao xử lý giết hắn e là tiêu giao cung và linh kiếm sơn đang ước gì chúng ta làm như vậy sau khi giết hắn thì sao đây kim châu kia trên danh nghĩa là của chúng ta trên thực tế là do ngưu trưởng lão khi còn sống trưởng khống nhân vật chủ yếu không ở trong tay chúng ta khống chế một khi giết thương chiêu tông gây nên nam châu binh biến cùng nhân mã kim châu liên hợp lại tấn công quang châu mà nói tiêu giao cung và linh kiếm sơn sẽ rất vui vẻ tất nhiên khuynh lực chống đỡ người biết kia là hậu quả gì không trong nháy mắt nam châu không còn kim châu không còn quang châu cũng mất người hẳn phải biết tầm quan trọng của nhân mã thương hệ đối với chúng ta đây là then chốt để chúng ta nắm giữ quyền lên tiếng ở yên quốc ném mất ba châu lại mất đi quyền lên tiếng ở yên quốc người cảm thấy có lợi sao Mạc Linh Tuyết bị hỏi không còn gì để nói. Cung Lâm Sách nói: "Thông báo nguyên trưởng lão, đàm phán tiếp, đàm đến đàm đi, đàm không ra cái gì, bên Tử Kim động có nội gian như Cung Lâm Sách trưởng khống đại cục phối hợp, kết quả có thể tưởng tượng được." Dưới Tây Bình Quan, một chi nhân Mã Tấn Quốc lao đến, thông đạo tiếp tế của Tây Bình Quan rốt cuộc bị đại quân Tấn Quốc mở ra. Thường tướng quân, Doãn tướng quân cực khổ rồi. Doãn Trừ và thường tướng quân từ Tấn Quốc đến cười ha ha, cao hứng ôm nhau. Hai người buông ra thường tướng quân lôi kéo cánh tay Doãn Trừ, chỉ vật tư tiếp tế cuồn cuộn ở phía sau. Doãn tướng quân mời xem, tấn quốc ta tỉ mỉ chế tạo 20 vạn cường cung, 3 triệu lợi tiến, còn có 20 vạn con cháu tấn quốc, ta đưa tới cho ngươi rồi. Đến tiếp sau ta còn muốn đưa tới cho ngươi một vạn xe lương thực. Được được được, Doãn Trừ cao hứng đến chảy nước mắt, chỉ có hắn mới rõ ràng, đối mặt quân tần cường công, một mình hắn thủ ở chỗ này khổ như thế nào. Thường tướng quân vỗ lưng hắn, không vội cao hứng, còn có, mời xem, ta vì ngươi mang đến hơn 5.000 tu sĩ của Tấn Quốc, trợ giúp tướng quân một chút sức lực. Doãn trừ cả kinh, bây giờ tu sĩ Tấn Quốc đang thiếu hụt, một thoáng điều phối cho ta nhiều như vậy, chiến trường chính chẳng phải khẩn trương. Thường tướng quân xua tay, không cần lo lắng, nhân mã về quốc ngã về Tấn Quốc ta không ít, đồng dạng, môn phái tu hành ngã về Tấn Quốc ta cũng không ít. Tây Bình quan chính là cứ điểm yết hầu, cao đại tư mã vì trợ giúp tướng quân thủ vững, không tiếc trọng dụng môn phái nương nhờ vào, sau đó thuyên chuyển đệ tử môn phái tấn quốc ta tin tưởng cho tướng quân, tướng quân chớ cô phụ kỳ vọng của đại tư mã. Doãn trừ, xin thường tướng quân chuyển cáo đại tư mã, có những trợ lực này, doãn trừ ta có thể thủ vững Tây Bình Quan một năm. Tốt, chiến cuộc đối với vệ quốc càng ngày càng không ổn, tự nhiên cơ cấu tình báo của vệ quốc và tề quốc cũng không phải ngồi không, sự tình nguyên thủ tướng Tây Bình Quan Trần Trường Công bị giết trung quy vẫn lộ, gây ra kinh hoàng không nhỏ. Trường 1777, Mời Ngọa Long xuất sơn. Một, như Hữu Đạo xem xong các lộ tin tức ở trong lầu các bồi hồi, thầm thì. Gia hỏa kia đến tột cùng ở chỗ nào? Quản Phương Nghi ngồi ở sau một đống công văn, tay cầm quả lê nhai nhai, thuận miệng hỏi. Ai, Ngưu Hữu Đạo không đáp ai, nhìn nàng tựa như cười mà không phải cười nói. Đoạn thời gian này, Thiệu Bình Ba liên tục ra tay, xác thực là sảng khoái, ta muốn dệt hoa trên gấm, đưa hắn một phần lễ lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Đại lễ, Quản Phương Nghi khinh thường, cực kỳ không tin. Ngươi có thể dệt hoa trên gấm cho hắn, đưa cho hắn một lão bà. Ngưu Hữu Đạo nhấc tay chỉ chỉ tình báo, chế diễu nói. Thái thúc hoan nhi, hắn vì tấn quốc lập xuống công lao hãn mã, đường đường thất công chúa tấn quốc, gả cho hắn hòn ngọc quý trên tay tấn hoàng, lẽ nào này không phải đại lễ dệt hoa trên gấm sao? Thái thúc hoan nhi, chính là Trần Trường Công, quản phương nghi phốc một tiếng, phun miếng lê ra ngoài, trợn mắt nói. Thật hay giả, thiệu bình ba có thể lấy thái thúc hoan nhi, nàng kinh ngạc, nhưng nhiều hữu đạo chậm rãi cúi đầu nhìn trên người mình vì không hề phòng bị nên người đầy vết bẩn Nhiều hữu đạo âm trầm này chỉ là chuyện nhỏ để hắn đen mặt không phải chuyện nhỏ này hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng bỗng nhiên quát mắng người nhìn người hiện tại ngồi không ra hình dáng ăn không ra tướng ăn càng ngày càng càn dỡ người còn muốn làm gì từ khi đi tới bên này không thể lộ diện không thể bại lộ thân phận tình huống bốn phía thật có loại cảm giác lật trời từng cái từng cái càng ngày càng không coi hắn ra gì viên cương không nghe lời vân cờ bắt đầu âm dương quái khí vị này càng càng dỡ đạo gia của mao lư sơn trang cảm giác mình gặp phải khiêu khích cảm giác quyền uy của mình bắt đầu dao động xin lỗi xin lỗi quản phương nghi ném quả lê tranh thủ xin lỗi đưa tay giúp hắn lau sạch sẽ nghiêu hữu đạo hất nàng ra thì pháp một chút vết bẩn trên người rơi xuống đất hiểu lầm hiểu lầm thật sự không phải cố ý quản phương nghi vui khôn tả có vẻ như rất thích xem vị này tức giận tiếp đó lại mặt dày mày dạn quấn lấy không phải ta càng ngày càng càn rỡ mà là chiếu ngươi phân phó đi làm như hữu đạo giận quá mà cười chỉ chỉ trên người mình ta có để ngươi làm như vậy quản phương nghi ngươi có nói ngươi suy nghĩ một chút không phải ngươi vì không bại lộ thân phận bảo chúng ta không coi ngươi là quan trọng sao miễn làm người khác nhìn ra đầu mối nổi lên nghi ngờ ta khả năng là quá nhập vai được rồi nhất thời sơ sẩy đừng nóng giận ngươi Nghiêu hữu đạo nhất thời không có gì để nói, phát hiện bản thân nâng tảng đá lên đập chân mình, hóa ra từng cái từng cái khiêu chiến quyền uy của hắn đều là nghe lời hắn. Vân cơ dựa ở bên cửa sổ mỉm cười, tốt rồi, quản phương nghi tựa như làm núng quơ quơ cánh tay của hắn. Ta đã nhận lỗi, đừng nóng giận, nói chính sự, muốn chúng ta làm như thế nào. Cái gì làm như thế nào, như hữu đạo bỏ qua nàng dây dưa, dáng vẻ hỏa khí chưa tiêu, gần đây bởi vì sự tình thương thục thanh, làm thương thuộc thanh hạ quyết tâm trung thân không cưới chồng, đích xác để hắn có chút buồn phiền. Hắn không sợ ân oán, chỉ sợ đồ vật khác. Quản phương nghi, thiệu bình ba kia đích xác chẳng ra gì, người không phải muốn thái thúc hoan nhi gả cho hắn sao. Thái thúc hoan nhi nào có thể tùy tiện nghe lời ngươi, thiệu bình ba cũng chắc chắn sẽ không cưới nàng, chúng ta phải làm chút gì chứ. Căn cứ nghiêu hữu đạo phán đoán, về quốc nội loạn khả năng là thiệu bình ba một tay chủ tính, mấy điểm chung khu thông tin của quân tề khả năng cũng là thiệu bình ba công phá, đầu độc trong hoàng thất tề quốc khả năng cũng là thiệu bình ba thao tác, ngay cả em rể của mình cũng không buông tha, còn có tây môn tình không chúng độc làm không tốt cũng là thủ bút của thiệu bình ba, sự tình thái thúc hoan nhi hủy thân cho trần trường công bây giờ càng là mọi người đều biết, không ai nguyện ý giúp thiệu bình ba cóng cái oan ức này. Đã làm rõ là thiệu bình ba hiến kế, có trước sự tình mới đầu không có chứng cứ xác thực chứng minh là thủ bút của thiệu bình ba, nhưng qua một loạt sự tình quay đầu lại nhìn xem, đều là quay chung quanh tấn quốc nhằm vào vệ, tề chi chiến, hết thảy mục đích hành sự người được thu lợi đều là tấn quốc. Phong cách của từng sự tình đều có chỗ tương tự, cơ hồ đều là vì đạt được mục đích không chứa thủ đoạn nào. Thêm nữa liên tiếp các sự tình đều tập trung ở cùng một thời kỳ bạo phát, nói là một người chủ tính cũng không quá đáng. Quản phương nghi cơ bản tin tưởng nghiêu hữu đạo phán đoán, đích xác có khả năng đều là mưu kế của thiệu bình ba. Nếu nói trước đây nghiêu hữu đạo luôn nhìn chằm chằm thiệu bình ba, quản phương nghi lén lút còn có mấy phần buồn cười, một phàm phu tục tử mà thôi bây giờ đã không cười nổi, một người vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn mượn dùng lực lượng của tấn quốc thúc đẩy nhiều chuyện như thế, người này đích xác là để người cảm thấy có chút đáng sợ. So với mình đao minh thương liều mạng chém giết thì đáng sợ hơn nhiều, không sợ người tu vi cao, đụng phải loại người này, có lúc người ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tu vi của Tây môn tình không có cao không, chỉ sợ đến hiện tại còn không rõ ràng bản thân ngã ở trong tay ai. Mặt khác đứng ở góc độ của nữ nhân, chỉ sự tình của Thái Thúc Hoan Nhi, Thiệu Bình Ba lại có thể làm được loại sự tình này, đã đủ để quản phương nghi cảm thấy đáng hận, nếu có cơ hội thu thập Thiệu Bình Ba, nàng tuyệt đối rất vui vẻ. Trên thực tế, thời điểm bên Mao Lư Sơn Trang vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào cũng nhiều, nhưng lập trường bất đồng, nàng còn chưa đủ tỉnh để nhìn lại mình. Nghiu Hữu đạo khắc chế tâm tình cũng nhanh, đi trở về bên bàn, cầm lên một phần tình báo. Tuổi tác hai người cách biệt quá xa, Thái Thúc Hoan Nhi hủy thân cho Trần Trường Công tất không tình nguyện, sau đó Trần Trường Công lại bị giết trải qua sự tình này thái thúc hoan Nhi tất hận thiệu bình ba nhưng nàng căn bản không phải đối thủ của thiệu bình ba trả thù bình thường chọc giận thiệu bình ba bằng năng lực của thiệu bình ba công chúa tấn quốc lại thế nào thiệu bình ba đã xuất sơn lần nữa trên tay có tài nguyên thì chúc thủ đoạn liền có thể đẩy nàng vào chỗ chết quản phương nghi vậy làm sao bây giờ nghiêu hữu đạo cho nên phải có người giúp nàng một tay giúp nàng báo thù rửa hận quản phương nghi có hứng thú rồi làm sao giúp, Ngưu Hữu Đạo thả xuống tình báo trong tay, từ từ nói. Để thái thúc hoan nhi gả cho thiệu bình ba không khó, đáng tiếc hiện tại tình huống của ta không thích hợp ra tay, nếu không sẽ lưu lại manh mối rõ ràng, tiện nghi ra hỏa kia. Để thái thúc hoan nhi gả cho thiệu bình ba không phải mục đích, mục đích là muốn bước thiệu bình ba hiện thân. Lúc ta không có mặt, ra hỏa này nhảy rất vui vẻ, không người là đối thủ, thậm chí không ai có thể nhận ra được là thủ bút của hắn. Ta trở về, sao có thể ngồi xem hắn lớn mạnh, một khi để hắn thu được đủ tài nguyên, này không phải là chuyện tốt gì. Gia hỏa kia ngủ đông lâu như thế, bây giờ đã xuất sơn, nhưng bằng vào con đường tin tức của ta vậy mà không tìm được tung tích của hắn, thực là quái sự. Xem ra gia hỏa này cũng biết bản thân ra tay liên tục, lo lắng đưa tới chú ý, bị lực lượng về vệ ám sát, nên vẫn tiềm tàng, không đến lúc đại cục phía Tây ổn định, lực lượng về quốc triệt để tan vỡ, sẽ không dám dễ dàng hiện thân. Vì đạt đến mục đích này, gia hỏa kia sẽ toàn lực thúc đẩy tấn quốc mau chóng bình định tề, vệ. Tuy hô Diên vô hận năng trinh thiện chiến, cũng chính bởi vì năng trinh thiện chiến, nên tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt hắn. Một khi hô Diên vô hận trở ngại thế tiến công của tấn quốc, hắn tất không tiếc trả giá hạ độc thủ với hô Diên vô hận. Một khi Hồ Diên vô hận ngã, tề, vệ liền xong đời. Trường 1778, Mời Ngọa Long xuất sơn. 2. Cho nên muốn hắn bước ra, giải quyết được hắn ta ngược lại muốn nhìn thái thúc hoan nhi gả cho hắn, có thể bức hắn ra hay không, tổng không thể ngay cả thành thân cũng không lộ diện chứ. Một khi lộ diện, tập trung hắn, cắn chết hắn, một lần giải quyết hậu hoạn. Quản phương nghi than thở, phát hiện đối thủ cũ chính là đối thủ cũ, tính kế một chút liền có thể mò ra ý đồ của đối phương. Người nói thẳng đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế nào? Nghiêu hiểu đạo lắc đầu, chúng ta cái gì cũng không thể làm, đàng hoàng ở Nam Châu, thu thập tình báo, sau đó quyết sách là được, không thể manh động, có bất kỳ động tác nào cũng sẽ gây ra hoài nghi. Ta không ở đây, người thảo lưu biệt viện còn liên tục ra tay, khống chế thế cục, sẽ khiến người hoài nghi. Người khác ta không rõ ràng, nhưng thiệu bình ba ta rõ ràng, một khi lộ ra manh mối, giấu qua người khác, nhưng không giấu được hắn. Thủ pháp của đối thủ cũ, người có tin chỉ cần ta tự mình ra tay, vừa cùng hắn giao thủ, hắn liền có thể lập tức đoán ra ta còn sống hay không. Này sẽ là hậu quả gì? Cái phong hiểm này ta không gánh được, ta đã ăn thiệt thòi ở trên tay hắn, không thể không cẩn thận đề phòng. Từ hiện tại bắt đầu, Mao Lư Sơn trang ta toàn diện chuyển vào hậu trường, Cửu Thánh ở hậu trường điều khiển thiên hạ, chúng ta cũng phải trốn ở hậu trường, như vậy mới có thể tìm được tư cách giao thủ với bọn hắn. Trước khi thế cục đến mức độ nhất định, trước khi không thể đảo loạn tai mắt của bọn hắn, chúng ta không thể dễ dàng công khai ra tay. Người yếu chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí như vậy, thận trọng từng bước ánh mắt phân cơ nhìn hắn có chút kinh ngạc ngày hôm nay như hiếu đạo ở trước mặt nàng thổ lộ muốn chính thức giao thủ với cửu thánh này nghe tựa hồ hơi buồn cười nhưng trong lời nói ẩn dấu khí phách quyết một trận thư hùng làm cho nàng không cười nổi nàng không biết như hiếu đạo đến mức độ này đã là không có biện pháp chỉ cần còn ở trong cục thì không thể không đối mặt cửu thánh từ lúc hắn ở trong vô lượng viên thành công trộm quả từ khi hắn quyết định giả chết thoát thân từ khi hắn rời thánh cảnh có chút sự tình là không thể không làm Đối với hắn mà nói, cá nhân cửu thánh kỳ thực không đáng sợ, đáng sợ là cửu thánh thành lập thế lực khổng lồ bao phủ toàn bộ thiên hạ. Cá nhân có gì đáng sợ, thiên hạ lớn như vậy, người nhiều như vậy, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, tùy tiện lẫn vào trong biển người minh mông là được, chờ tu vi đại thành, ta còn không giết được ngươi. Nhưng vì cái gì ra các chỉ phải trốn, vì sao Vân Cơ lại phải điệu thấp thành như vậy? Không trốn không được, không lật đổ thế lực của cửu thánh, không đâm mù tai mắt của cửu thánh chỉ cần bị cửu thánh nhìn chằm chằm, ai cũng không sống nổi. Tai mắt của cửu thánh ở đâu? Chính là phiêu miểu các, chính là cửu thánh điều khiển thế cục thiên hạ, như hữu đạo hắn trở lại Nam Châu nắm giữ thế lực của mình không thả, chính là muốn tranh cướp thế cục thiên hạ, tranh thủ khống chế thế cục ở trong tay mình. Một khi cửu thánh mất đi quyền khống chế thế cục, tai mắt liền rối loạn, nghe không rõ, nhìn không thấy, nghe được nhìn đến có lẽ đều là giả tạo, khi đó cơ hội của bọn hắn liền đến. Mà lúc này cửu thánh chỉnh đốn phiêu miểu các, dễ tạo thành thiên hạ dung chuyển, cũng dễ dàng dẫn đến cửu thánh phản ứng chỉ độn với thế cục thiên hạ, này chính là cơ hội tốt tuyệt hảo, không thể lỡ mất. Quản phương nghi trần chờ nói, đã như vậy, vậy làm sao giúp thái thúc hoan nghi? Làm sao cũng phải có người liên hệ với nàng chứ? Đúng rồi, có thể thông báo tề, vệ, để bên kia động thủ không? Nghiêu hữu đạo, chúng ta thông báo tề, vệ, người dám cam đoan phiêu miểu các sẽ không biết là chúng ta ở sau lưng nghĩ kế phiêu miểu các thẩm thấu các nơi đến mức độ cỡ nào là ngươi không cách nào tưởng tượng ta đi thánh cảnh một chuyến rõ ràng hơn ngươi rất nhiều còn có một điểm đối phó loại người như thiệu bình ba không phải ai cũng được rất dễ dàng bị hắn xoay chuyển nhất định phải là người có năng lực nhất định mới có thể giao thủ với hắn quản phương nghi không rõ chúng ta không thể ra tay ngươi càng không thể đứng ra ra tay vậy ngươi nói những cái này có tác dụng gì nghiêu hữu đạo lại nhặt tình báo trên bàn lên đi thánh cảnh một chuyến biết một chút tình huống, ta giúp Thiệu Bình Ba tìm được một đối thủ, chuẩn bị mời Ngọa Long xuất sơn. Quản Phương Nghi kinh ngạc, có thể được ngươi gọi là Ngọa Long, là ai? Vân Cơ nhìn qua, cũng rất hiếu kỳ, Ngưu Hữu Đạo khẽ mỉm cười, một người rất có ý tứ, được người này, liền rất có khả năng khống chế thế cục Tống Quốc, cho dù không phải nhằm vào Thiệu Bình Ba, ta cũng phải nghĩ biện pháp kéo tới làm việc cho ta, tạm dùng Thiệu Bình Ba đến thử xem thanh đao này bén không. Quản Phương Nghi càng ngày càng hiếu kỳ đến tột cùng là người phương nào như hữu đạo ý cười cân nhắc một người câm không biết nói chuyện người câm quản phương nghi chố mắt hồ nghi suy tư người câm có quan hệ với tống quốc quản phương nghi ngẩn ra trong đầu lóe qua tin tức có quan hệ tới tống quốc thử hỏi lẽ nào là ẩn tướng giả vô quần như hữu đạo gật đầu không sai chính là người được nhân xưng ẩn tướng bây giờ lại bị người xưng là giả không lưỡi giả vô quần hắn được sao quản phương nghi hồ nghi căn cứ tình báo bên tống quốc Người này ta ngược lại có biết, Trương Kỳ ẩn cư ở trong phủ thừa tướng Tống Quốc, ít giao du với bên ngoài, không thường xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, tục truyền rất có lực ảnh hưởng với thừa tướng Tống Quốc Tử Bình Hưu. Có lẽ hắn đối với Tử Bình Hưu có chút lực ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là một người sống nhờ nhàn tản, vì Tử Bình Hưu làm chút sự tình bày mưu tính kế cũng là hợp tình hợp lý, nhưng năng lực đưa lên mặt bàn đến tột cùng thế nào thì chưa từng kiểm nghiệm, còn không thể biết, nếu nói muốn trở thành đối thủ của Thiệu Bình ba kinh nghiệm phong vân lâu năm, Đạo gia có phải có chút đánh giá cao hắn hay không?" Nưu Hữu đạo cười ha ha nói, "Kia là ngươi coi thường hắn, trước đây ta cũng coi thường hắn, trước đây chỉ biết người này nhưng chưa chân chính quan tâm qua, bởi vì người này quá mức điệu thấp, làm bất cứ chuyện gì cơ hồ đều không lộ liễu, bí ẩn, hành sự chưa bao giờ kể công, lại chưa bao giờ bị công danh lợi lộc dụ dỗ, yên lặng tiềm ẩn, người không thích tiếp xúc ngoại giới như thế, cơ bản chưa bao giờ bại lộ ở trong tầm mắt mọi người, nên mọi người đều lơ là hắn. Nhưng trên thực tế Ta là ở trong thánh cảnh mới biết được, lúc trước ta bị lộng đi thiên đồ bí cảnh, là bị người ở sau lưng hạ thủ, suýt chút nữa mất mạng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Còn có chiến sự các nước bị đông lại, đều là chuyện tốt ra hỏa này làm. Mọi người chỉ biết hắn tự đại, tự tiện xông vào phiêu miểu các, chọc giận phiêu miểu các bị rút đầu lưỡi, nhưng không biết hắn lén lút nói với phiêu miểu các cái gì. Lần kia Tống Quốc có thể tránh thoát một kiếp, có thể tranh thủ được cơ hội thở lấy hơi, đều là công lao của hắn. Còn có hoàng quyền mục thị của Tống Quốc bị lật đổ, sau lưng cũng là hắn làm. Ngô Công Lĩnh có thể thượng vị, sau lưng cũng là hắn. Càng không cần nhắc tới tin đồn tử Bình Hưu có thể đăng lâm tướng vị, trên thực tế tử Bình Hưu có thể sừng sướng ở trên triều đình Tống Quốc nhiều năm như thế không ngã, sau lưng đều là công lao của hắn. Quản phương nghi giật mình, người như thế, có thể ở sau lưng thúc đẩy nhiều đại sự như vậy. Nghiêu hữu đạo khà khà một tiếng, ngay cả người trong tử phủ cũng cho rằng là bởi vì phụ thân hắn từng làm tây tịch ở tử phủ, cho rằng là hắn từ nhỏ ở tử phủ lớn lên, cùng tử bình hưu quen biết tương giao nhiều năm thành lập cảm tình. Làm nhiều chuyện như thế nhưng không để sự tình khuyết tán truyền ra, ngay cả người tử phủ cũng bị mê hoặc, này lẽ nào không phải bản sự sao? Bản sự này còn nhỏ sao? chương 1779, ổn định cục diện. Quản phương nghi, này là đạo gia từ phiêu miểu các tìm hiểu được tin tức. Nghiêu hữu đạo than thở đáng tiếc hắn một phàm phu tục tử những người kia của phiêu miểu các tự đại căn bản không để hắn vào mắt đương nhiên cũng bởi vì phong cách hành xử của hắn không tranh với đời không chịu bất kỳ dụ hoặc loại người này không dễ lợi dụng có lẽ này cũng là một loại phương thức tự vệ của hắn lời nói thực sự nếu hắn dã tâm bừng bừng ta còn không dám dùng hắn chính bởi vì người này không có dã tâm không màng danh lợi nên ta nhất định phải kéo hắn xuất sơn phần cơ bỗng ở bên kia chen vào một câu đã biết như vậy, người làm sao có thể mời được hắn. Quản phương nghi gật đầu tán thành, như hữu đạo cười nhạt, ta bảo hắn đến, hắn trốn được sao, nhanh thôi, chẳng mấy chốc hắn sẽ đến Nam Châu. Sắp tới Nam Châu, Vân Cơ và Quản phương nghi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Quản phương nghi, nàng chưa thấy hắn có động tác gì, làm sao lặng yên không một tiếng động ra tay rồi. Thiệu bình ba, như hữu đạo cầm tình báo nhìn nhìn, nói thầm một tiếng, mặt lộ ý cười. Từ xa như Lai trước và sau đó cung cấp một chút tình huống, giả vô quần tuyệt đối là cao thủ, cao thủ tàng mà không lộ mới là cao thủ đáng sợ chân chính. Trong loạn thế, một nhân tài như thế trốn ở tử phủ không xuống núi quá đáng tiếc. Hiện tại hắn bất tiện ra tay, ngược lại chờ mong giả vô quần xuất sơn, tình hình cùng độc sĩ Thiệu Bình ba quyết một trận thư hùng, miễn cho Thiệu Bình ba bắt nạt thiên hạ này không người. Đồng thời cũng rất chờ mong tận mắt gặp gỡ giả vô quần, nếu như dùng thử qua thật là thanh đao tốt mà nói như vậy rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện. Nội bộ Yên Quốc, hoặc nói là nội bộ Nam Châu, có cung lâm sách hỗ trợ trưởng không ổn định cục diện, nội bộ có thể không lo. Ngoại bộ thì giao cho giả vô quần, sự tình cần bôn ba ra mặt đều có thể do giả vô quần làm giúp, hắn chỉ cần ở hậu trường thụ ý là được, ai có thể nghĩ tới hắn. Đừng nói người khác, cho dù là thiệu bình ba, đoán chừng cùng thiệu bình ba đánh vỡ đầu, thiệu bình ba cũng không nghĩ đến hắn. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, quyết không thể để người hoài nghi đến trên đầu mình. Mà đối ngoại chinh chiến hoặc vũ lực uy hiếp, trên tay hắn còn có thương hệ nắm binh cường mã tráng. Đã như thế, Mao Lư Sơn Trang có thể chân chính làm đến không người chú ý, mặc kệ sau lưng làm cái gì, ngoại giới đều sẽ dần dần quên lãng nhiều hữu đạo hắn tồn tại. Nhấn tình báo trong tay xuống, nhiều hữu đạo bỗng vứt ra một câu. Không Nương, đừng luôn đi dạo ở thành Nam Châu, dạo tới dạo lui có cái gì để nhìn. Mao Lư Sơn Trang muốn ổn định lại tiềm ẩn, hoàn cảnh yên ổn như vậy là thời cơ tốt để ngươi an tâm tu luyện. Nhắc nhở ý vị sâu xa, quản phương nghi hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, biết rồi, này không phải tạm thời còn không ổn định lại sao? Là muốn ổn định lại rồi, công tôn bố dẫn vài tên tùy tùng hành tẩu ở trong thành, nhìn thấy rất nhiều thợ thủ công đang thi công, không khỏi dừng bước quan sát. Nhìn một hồi, trong lòng khẽ than thở một tiếng, kết quả sự tình có chút ra ngoài dữ liệu của hắn, không nghĩ tới thương chiêu tông là người tính tình trung nghĩa, ghi nhớ tình cảm ngày xưa, không tiếc trả giá bảo vệ người Mao Lư Sơn Trang. Kết quả cũng làm được, từ kim động đáp ứng, thậm chí những phi cầm cỡ lớn bị nuốt kia cũng trả lại. Bây giờ xây dựng rầm rộ chính là chuẩn bị cho người Mao Lư Sơn Trang, Vương phủ dùng tiền trưng dụng mấy kiến trúc ở phụ cận, xây tường bảo vệ, lần nữa cải biến giao cho người Mao Lư Sơn Trang ở. Từ nay về sau, người Mao Lư Sơn Trang sẽ ở bên người Thương Chiêu Tông. Công Tôn Bố đưa tin liên hệ Phiêu Miểu Các phiêu miểu các hồi phục chỉ một câu tiếp tục nhìn chăm chú nhìn chăm chú cái gì a à? hắn vốn là trọng điểm nhìn ngưu hữu đạo nhưng ngưu hữu đạo đã chết còn nhìn chăm chú cái gì sau khi nhận được tin tức hắn liền minh bạch kỳ thực phiêu miểu các không để ý tiền đồ của ngũ lương sơn thế nào chỉ coi là một tiết điểm mà thôi còn có thể phát huy tác dụng hay không không trọng yếu trọng yếu là một khi trong phạm vi tiết điểm này có việc tùy thời có thể có nhân thủ để dùng bởi vậy sẽ không để ngũ lương sơn tùy ý thoát ly nơi này một khi thoát ly, phiêu miểu các lại phải lần nữa bố trí tiết điểm. Trong lòng nắm chắc, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể thở dài. Hắn ngẩng đầu quan vọng, nhìn thấy ba con phi cầm cỡ lớn bay lên không, song song phi hành xẹt qua bầu trời, là bay về phía vương phủ, công tôn bố thầm thì trong miệng. Người lưu tiên tông, phù vân tông, linh kiếm sơn đến rồi. Trưởng môn ba phái phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cử tiêu tỏa chấn Nam Châu đến, thương chiêu tông tự mình nginh tiếp. Trong phòng khách, thái độ của ba vị trưởng môn không tệ, sáng tỏ tỏ thái độ toàn lực chống đỡ thương chiêu tông, vâng theo tất cả sai phái. Thương chiêu tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, trong lòng đều cảm khái, đạo gia quả nhiên là đạo gia, chỉ hơi ra tay, cho dù không lộ diện, các loại loạn tượng lập tức bị chấn trụ. Đối với ba vị trưởng môn mà nói, không nghe lời không được, cung lâm sách lén lút gặp mặt bọn hắn nói chuyện, minh bạch không có sai sót nói cho bọn hắn, thương chiêu tông đã là người của hắn, lệnh ba nhà toàn lực phối hợp, nếu có chút nào lười biếng, đừng trách hắn không nể mặt mũi. Là người của cung lâm sách, không phải người của tử kim động, này đã nói chưa đủ rõ ràng sao. Cùng lúc đó, trưởng môn Đại Thiền Sơn Hoàng Liệt, còn có trưởng môn Thiên Ngọc Môn Bành Hữu Tại, cũng ở trên đường đi Nam Châu. Hoàng Liệt có thể nói là lặp đi lặp lại bôn ba, thái độ của cung lâm sách rất rõ ràng, muốn hắn toàn lực phối hợp, dám đùa thủ đoạn, không ngại thử một chút xem. Hoàng Liệt bất đắc dĩ, hắn còn nghĩ nhân lúc loạn đung đưa ở giữa tam đại phái, cướp lấy lợi ích, thu được quyền hạn càng lớn. Không nghĩ tới cung lâm sách tín nhiệm thương chiêu tông nhanh như vậy, nhanh chóng ổn định cục diện, một chút cơ hội luồn cúi cũng không cho đại thiền sơn. Dám không theo sao, kia liền thật phải thử một chút xem, nhân mã Nam Châu và Kim Châu đã bày ra tư thế liên thủ tiến công, người dám ngã về tiêu giao cung và linh kiếm sơn thử một chút xem, xem ai có thể bảo vệ quang châu ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bành hữu tại cũng hết sức bất đắc dĩ, tiêu giao cung và linh kiếm sơn đưa ra dụ hoặc không thể bảo là không lớn nhưng thiệu đăng vân nhất hệ tỏa trấn bắc châu là tử trung của thương chiêu tông thử qua thái độ thiên quyết đứng ở bên thương chiêu tông dám theo loạn bắc châu sẽ thanh tẩy đương nhiên từ tình cảm cá nhân mà nói bành lục tại cũng thiên hướng thương chiêu tông dù sao cũng là chồng cháu ngoại vừa vặn làm trưởng môn lấy lợi ích môn phái làm trọng không dễ dàng thiên vị bây giờ thương chiêu tông ổn định khống chế cục diện hắn cũng có cái bản giao thêm nữa được cung lâm sách cảnh cáo Lần này đến, bành hữu tại là đến thăm người thân, đương nhiên cũng là đến tỏ thái độ. Những trưởng môn này xem như nhìn rõ ràng, nguyên lai thế lực của Ngưu Hữu Đạo đã toàn quyền do Cung Lâm Sách tiếp nhận. Thế lực thương hệ chỉ nghe Cung Lâm Sách, lời nói của thế lực khác trong tử kim động bằng mặt không bằng lòng, rất kiên quyết. Đối với điểm này, một ít trưởng lão của tử kim động cũng âm thầm oán hận, nháo nửa ngày đều rơi vào trong tay Cung Lâm Sách, sau đó ở tử kim động, thế lực như trưởng lão để lại do trưởng môn một người định đoạt, trước nhìn như dần vật người thảo lưu biệt viện, hóa ra là cầu vật nghiêm lập kia giúp cung lâm sách diễn kịch. Yên kinh, phủ đại tư không, cao kiến thành vội vã quay về, quản gia phạm chuyên tự mình đón hắn, hai chủ tớ cấp tốc phản hồi thư phòng. Vừa vào thư phòng, chỉ thấy một người xoay người, trong nháy mắt lệ nóng doanh trong, phù phù quỳ xuống, nước nở nói. Nhi tử bất hiếu, thỉnh an phụ thân đại nhân, chương 1780, giống như đã từng quen biết. Nói xong dập đầu liền bái, dậy, dậy, Cao Kiến Thành bước nhanh về phía trước, nâng dậy nhìn xem, không phải Nhi Tử Cao Thiếu Minh còn có thể là ai? Không phải ở trong tay người của Ngưu Hữu đạo khống chế sao? Làm sao lại trở về? Phụ tử cử biệt gặp lại, Cao Kiến Thành cũng chịu không nổi cảm khái, nhưng vẫn còn lý trí, khuyên nhủ. Thiếu Minh, trước đừng khóc, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao trở về? Cao Thiếu Minh lau nước mắt, trả lời, bọn hắn đưa Nhi Tử trở về. Cao Kiến Thành nhíu mày, không phải ngươi tự mình trốn về? quản gia Phạm Chuyên ở bên cạnh chen miệng nói, mọi người đích xác là bị đuổi về, có người truyền tin cho Lão Nô, Lão Nô đi ngoại thành tiếp người, đối phương giao người cho Lão Nô xong liền đi. Đúng rồi, con đường truyền tin là con đường liên hệ của Ngưu Hữu Đạo. Vậy thì không sai được, Cao Kiến Thành Yên lặng gật đầu, giống như đã quên nhi tử tồn tại, vuốt dâu đi dạo, trầm ngâm. Người Mao Lư Sơn Trang mới vừa đặt chân ở Nam Châu, chúng ta vừa vặn phái người đi nhìn chằm chằm, đang muốn nghĩ biện pháp, nhưng đối phương ở thời điểm này thả thiếu minh là có ý gì kỳ thực vừa bắt đầu cao thiếu minh đích xác là con tin trong tay nghiêu hữu đạo bất quá sự tình đến cuối cùng bằng quan hệ hợp tác của cao kiến thành và nghiêu hữu đạo đã không quan hệ tới con tin trên thực tế chỉ là nghiêu hữu đạo cung cấp cho cao thiếu minh một nơi ẩn thân mà thôi chỉ cần cao kiến thành cần nhi tử tùy thời có thể trở về chỉ là không thể trở về lộ diện mà thôi hiện tại sở dĩ bên này muốn đòi cao thiếu minh về là lo lắng nghiêu hữu đạo chết rồi Người Mao Lư Sơn Trang không chỗ để đi, lo lắng người Mao Lư Sơn Trang sẽ lợi dụng điểm này, việc quan hệ người nhà sinh tử, không thể không làm. Ai nghĩ những người kia chủ động trả nhi tử của hắn về, ngược lại miễn đi nỗi lo về sau. Nói đến cái này, Cao Thiếu Minh còn chìm đắm ở trong vui sướng dường như nhớ ra cái gì đó, vội nói: "Phụ thân, bên kia bảo nhi tử mang vài lời cho ngài." Cao Kiến Thành xoay người hỏi: "Nói gì?" Cao Thiếu Minh nói: "Bên kia nói, phụ thân đừng lo lắng." nói người Mao Lư Sơn Trang sẽ không qua sông đoạn cầu, bảo phụ thân lẳng lặng chờ thiên thời, thuận thế mà làm. Nói có sự tình gì sẽ đúng lúc liên hệ ngài, chớ quên hứa hẹn. Xem ra những người kia đã đứng vững chân ở Nam Châu. Như hữu đạo không còn, hẳn nên lợi dụng người kiềm chế Lão Phu, để Lão Phu vì thương chiêu tông hiệu lực mới phải, nhưng chủ động trả người trở về, rất có tự tin. Biết Lão Phu sợ cái gì, liền giải quyết nỗi lo về sau, khi phách không nhỏ, trong Mao Lư Sơn Trang còn có cao nhân A. Cao Kiến Thành vuốt râu trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe không yên. Đúng rồi, phụ thân, còn có cái này, nói nhất định phải ngay mặt giao cho ngài, nói là thư gửi ngài, cũng căn dặn, nội dung trong đó không cho phép ngài để người ngoài quan sát. Cao Thiếu Minh từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc giao cho hắn. Cao Kiến Thành à lên một tiếng xoay người, nhận viên thuốc, bóp nát, lấy ra một đoàn giấy. Đã không để cho người khác nhìn, Cao Kiến Thành xoay người, lảng tránh ánh mắt của hai người, mở đoàn giấy, vừa nhìn nội dung, có thể nói cả người chấn động. Sau đó không nói hai lời, nhìn xung quanh, ban ngày không có đèn đuốc gì, liền cấp tốc xé nát vỏ thành đoàn, nhét vào trong miệng nuốt xuống, lại đến bên bàn lấy chén trà uống cạn. Cao Kiến Thành và Phạm Chuyên giật mình, hai mặt nhìn nhau, không biết là nội dung cơ mật cỡ nào, lại để vị này cẩn thận như vậy. Phụ thân, mật thư, Cao Thiếu Minh vừa mở miệng dò hỏi, Cao Kiến Thành lập tức nhấc tay. Biết quá nhiều không có chỗ tốt với các ngươi, chuyện vừa rồi, các ngươi coi như cái gì cũng không thấy không nên hỏi cũng không nên nói ra cửa lập tức quên mất nhớ chưa vâng hai người lĩnh mệnh thấy bầu không khí nghiêm nghị cao kiến thành nở nụ cười thiếu minh người ở bên kia lâu như vậy cuộc sống thế nào cao thiếu minh lúng túng nở nụ cười một địa phương cực kỳ an tĩnh nam canh nữ dệt không tranh với đời giống như thế ngoại đào nguyên nhi tử ở đó ung dung tự tại mập hơn không ít cao kiến thành cười ha ha gật đầu một trận bỗng nhiên than thở Thiếu Minh, ngươi hẳn phải biết, hiện tại ngươi không thể lại công khai lộ diện, ta phải đưa ngươi đi nơi khác thu xếp. Cao Thiếu Minh cười khổ, nhi tử minh bạch, nhị tử đã là một kẻ đã chết, không thể để triều đình biết trường tử cao gia còn sống. Triều đình về quốc không cách nào làm ra lựa chọn, nên thượng tướng quân tề quốc Hô Diên vô hận giúp bọn hắn làm ra quyết định. Mấy ngàn gia quyến của bách quan về quốc rơi vào trong tay quân tấn, trôn thây ở trong loạn thạch biển lửa, nam nữ già trẻ ở trong biển lửa không chỗ có thể trốn, hai bên sơn cốc loạn thạch lăn xuống, mũi tên như mưa, cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Gặp nguy hiểm còn có 10 vạn tiên phong tinh nhuệ của Tấn Quốc. Lúc này quân Tấn mới biết, trước quân tề bị con tin bước lui, chỉ là dụ địch, khi dụ bọn hắn đến sơn cốc dễ cháy, mới đột nhiên phát động tiến công. Trên thực tế đều là giả tạo, Cao Phẩm từ lâu đã thăm dò ra mưu kế của Hô Diên vô Hận, không tiếc cầm 10 vạn tinh nhuệ tiên phong làm mồi, cố ý trung kế. Đợi đại quân chủ lực của Hô Diên vô hận cấp tốc phản công tiếp viện trường cốc, muốn diệt 10 vạn tinh nhuệ của quân tấn cao phẩm lập tức giả bộ điều động chủ lực đi cứu việt kỳ thực nhân lúc trung quân của hô diên vô hận chống vắng đã bí mật điều một đạo nhân mã lao thẳng tới trung quân muốn chặt đầu chủ soái vì vậy không tiếc vận dụng đại lượng tu sĩ bên mình đánh úp được doanh trại đánh tan nhân mã của hô diên vô hận lưu thủ trung quân lại phát hiện không đúng không nhìn thấy tung tích của đám người hô diên vô hận rất nhiều lều vải đều chống không mà trung quân của cao phẩm cũng đồng thời tao ngộ đại kiếp nạn kiêu kỳ quân của hô diên vô hận đồng dạng đánh úp giết tới cũng muốn chặt đầu chủ soái cao phẩm điều động chủ lực giả vờ cứu viện 10 vạn tinh nhuệ dù là giả nhưng vì mê hoặc hô diên vô hận chủ lực bên người không còn thêm nữa muốn chặt đầu hô diên vô hận nên tu sĩ bảo hộ bên cạnh giảm nhiều làm cao phẩm nhất thời rơi vào hiểm cảnh nếu không phải pháp sư thiếp thân bảo vệ liều mạng che chở cao phẩm suýt chút nữa bỏ mạng cuối cùng bị đánh tơi bời chật vật bỏ chạy may mắn tránh thoát một kiếp mà cử chỉ đánh úp trung quân của hồ diên vô hận cũng không dẫn tới chủ lực của hồ diên vô hận vu hồi ứng cứu mà nửa đường lại tao ngộ hồ diên vô hận lộ diện chặn giết hồ diên vô hận muốn chính là quân địch khẩn cấp không đề phòng giống như mông sơn minh hồ diên vô hận đào đê thả nước xông vỡ chủ lực quân tấn may là hồ diên vô hận vì dụ địch nhân mã bên người không nhiều chỉ tự mình dẫn một đội nhân mã chặn giết bằng không sợ là chủ lực quân tấn sẽ toàn quân bị diệt sau đó hồ diên vô hận cùng kiêu kỳ quân hội hợp truy sát chặt đầu vô số. Cao phẩm hạ lệnh thiêu liền sáu thành trì của vệ quốc năm, làm hô diên vô hận khó có thể đạt được tiếp tế và nghỉ ngơi, không dám thâm nhập hơn nữa, một đám bại quân mới có thể thở dốc tụ tập, sao có thể quan tâm bách tính vệ quốc chết sống chứ. Mà 10 vạn tinh nhuệ ở trường cốc thì chân chính thành một mình không ai giúp, bị trọng binh quân tề vây nhốt kiềm chế, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có một nhóm nhỏ giết ra. Đại bộ phận tinh nhuệ kể cả con tin vệ quốc đều chết ở dưới quân lệnh của Hô Diên vô hận. Sau trận chiến này, quân tấn tổn thất hơn 30 vạn tướng sĩ. Sĩ khí hao tổn, giàn giáo đại quân cũng bị hao tổn rối loạn, cần thời gian chỉnh đốn lại, quân tấn trong lúc nhất thời khó có thể phát động một vòng tiến công mới, đối mặt quân tề bị áp bức trở ra. Đến mức độ này, Cao Phẩm làm sao có thể không biết, Hồ Diên vô hận là cố ý để hắn dò hỏi biết được, hối hận không ngớt, giẫm chân nện ngực, ngửa mặt lên trời gào khóc, giả ý rút kiếm tự vẫn, nhưng bị thuộc cấp liều chết ngăn cản chương 1781, tốt nhất không nên ép ta rút kiếm. Một, sau đó cao phẩm thượng tấu triều đình tấn quốc thỉnh tội. Tấn Hoàng Thái thúc hùng hồi phục đặc xá, nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, cũng báo cho biết, tấn quốc đạt được đại lượng lương thảo của vệ quốc, đã từ trong nước chiêu mộ một chi đại quân, ít ngày nữa sẽ lao tới chiến trường, trợ giúp cao phẩm một chút sức lực. Sự tình mông sơn minh lo lắng rốt cục xuất hiện, tấn quốc thu được lương thảo sung túc rốt cục khởi động trạng thái toàn dân giai binh, trong thời gian ngắn tập kết 3 triệu thanh niên trai tráng, một đường đi tới chiến trường một đường thao luyện. Tin chiến thắng chuyển đến Tề Kinh, Tề Kinh trên dưới vui mừng khôn xiết, người người đàm luận tán dương hô diên thượng tướng quân. Nhưng rất nhiều quan viên triều đình về quốc không thể bởi vì đại thắng mà cao hứng, trái lại không ít người khoác áo để tăng theo quân nghị sự, có chút thậm chí là gia quyến cả nhà chết hết, đều bị hô diên vô hận giết, để bọn hắn làm sao cao hứng nổi. Có người oán giận chạy đến chỗ hô diên vô hận muốn thuyết pháp, Kết quả ngay cả mặt của Hồ Diên Vô Hận cũng chưa thấy, bị cung tiễn thủ trong đại doanh bắn thành con nhím. Ngay cả mặt cũng không thấy, ngay cả một câu đạo lý cũng không nói, người dám đến kêu gào, chỉ một chữ. Giết, Hồ Diên Vô Hận lười phụng bồi, sau đó coi như có người trong lòng phẫn hận, cũng không dám ồn ào với Hồ Diên Vô Hận nửa câu. Đương nhiên, bên về quốc cũng đưa thư cho Tề quốc, lên án tội tàn bạo của Hồ Diên Vô Hận. Nhưng thư là truyền tới, nhưng Hảo Vân Đồ duyệt mà không trả lời thư vãng lai khác đều có hồi phục, chỉ có lên án hô diên vô hận là không nói gì, hạo vân đồ thật giống như không thấy, trái lại truyền chỉ khen ngợi các tướng sĩ của hô diên vô hận, làm sĩ khi quân tề tăng mạnh, mặc kệ về quốc nghĩ như thế nào, thái độ của tề quốc hiển nhiên là. Tùy tiện, về quốc đến mức độ này, hiển nhiên đã mất đi quyền lực cò kè mặc cả với tề quốc. Đường đường chủ soái tấn quốc vậy mà suýt chút nữa mất mạng, ai? Được biết cao phẩm thất bại, còn kém chút bị hô diên vô hận chặt đầu, thiệu bình ba đứng ở trên phế tích, nhìn phế thành trước mắt bị cao phẩm hỏa thiêu qua ngửa mặt lên trời thở dài sau khi cảm khái bất đắc dĩ là hiện thực nhất định phải đối mặt bồi hồi ở trên phế tích vẫn nhíu mày suy tư trong miệng thầm thì ta không tin hô diên vô hận ngươi không có kẽ hở đại công tử thiệu tam tỉnh đi qua sắc mặt nghiêm nghị có chuyện gì thiệu bình ba có chút phiền lòng nói có tin tức quan hệ tới đệ tử quỷ y thiệu tam tỉnh dâng lên một mật thư quân tấn ở trên chiến trường chính nếm mùi thất bại thiệu bình ba vô tâm để ý sự tình đệ tử quỷ y ngay cả nhìn cũng không nhìn phất tay nói nói là được nhưng thiệu tam tỉnh kiên quyết đại công tử vẫn là nhìn xem mới tốt thiệu bình ba quay đầu lại nhận ra được thần sắc của hắn không đúng đến gần nhận lấy phát hiện không giống như tin tức tình báo tình báo không phải cuộn tròn như vậy mở ra xem phát hiện là một bước chân dung nhìn rất quen mắt này chính là đệ tử quỷ y kia làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết thiệu tam tỉnh hỏi đại công tử không nhìn ra giống người nào sao thiệu bình ba trần trừ là cảm giác gặp qua thiệu tam tình chân dung so với chân thân khẳng định có chút sai lệch lão nô vừa nhìn cũng có một loại nghi hoặc giống như đại công tử nhìn quen mắt khẳng định là gặp qua ở nơi nào sau đó bởi vì có quan hệ tới liễu nhi tiểu thư lão nô liên tưởng lập tức liên tưởng đến một người chẳng lẽ đại công tử không cảm thấy giống cố nhân của tiểu thư ở bắc châu sao bắc châu cố nhân của liễu nhi Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm chân dung bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên nói. Là hắn, Đam Diệu Hiển, không phải hắn đã chết rồi sao? Này làm sao có khả năng? Thiệu Tam Tỉnh nói, năm đó người phía dưới báo, ta xác định qua, xác thực nên bị loạn tiễn bắn chết mới đúng, mấy người đều nói có mũi tên xuyên tim, không thể không chết. Bất quá không có tìm được thi thể, thi thể ở trong đêm tối rơi xuống sông, rất khó tìm được. Ánh mắt Thiệu Bình Ba nhìn lên giấy, người ý tứ là nói, người chết rồi sống lại người cảm thấy trên đời tồn tại loại sự tình này sao này thiệu tam tỉnh cũng có chút không nghĩ ra thiệu bình ba có phải người lúc trước động thủ giấu tình báo hay không thiệu tam tỉnh lắc đầu này hẳn không thể lúc đó lão nô phái ra là thân quân hộ vệ đại công tử đều là tâm phúc một người nói dối còn dễ nói không thể cả đội ngũ đều nói dối hẳn là không sai thiệu bình ba nhìn chằm chằm chân dung có thể chỉ là bộ dạng tương tự hay không thiệu tam tình lão nô cũng cảm thấy có khả năng này nhưng có chút sự tình quá kỳ lạ giống như năm đó đại công tử hoài nghi vì sao người khác không cầu được chỉ có liễu nhi tiểu thư có thể liên tiếp nhờ được hắn xuất thủ cứu người ngươi nói không sai thiệu bình ba nhíu mày thi thể rơi xuống sông vừa vặn không tìm được xem ra mũi tên xuyên tim không chết và hắn thành đệ tử quỷ y là có liên hệ nếu thật sự như thế tiểu tử này gặp gỡ thật để người ước ao cũng chứng thực câu nói kia đại nạn không chết tất có hậu phúc Bây giờ hắn tiếp cận Liễu Nhi là muốn làm gì? Thiệu Tam tỉnh thử trả lời. Chẳng lẽ không phải tình cũ khó quên? Nếu thật như vậy mà nói, một khi bị anh Vương Hạo chân biết, sợ là tiểu thư sẽ có phiền phức. Thiệu Bình Ba hít mắt, đệ tử quỷ y, vô tâm, đệ tử quỷ y, vô tâm, Liễu Nhi gả tới Tề Kinh, hắn vừa vặn thường ở Tề Kinh, này là trùng hợp hay là có ý định? Thiệu Tam tỉnh, Liễu Nhi tiểu thư đã tiếp xúc hắn, có phải người kia hay không, trong lòng tiểu thư hẳn hiểu rõ. Thiệu Bình Ba nhàn nhạt nói, người cảm thấy Liễu Nhi sẽ nói cho ta chân tướng sao? Thiệu Tam tỉnh trầm mặc, chắc chắn sẽ không báo, sự tình đàm diệu hiển, chỉ sợ một lời cũng sẽ không nói. Đệ tử quỷ y, Thiệu Bình Ba phất tay, xé chân dung ra ném một cái. Ta mặc kệ hắn là người hay quỷ, tốt nhất đừng sằng bậy, bằng không ta không ngại để hắn lại chết một lần. Thiệu Tam tỉnh nhắc nhở hắn đừng sằng bậy, đại công tử, quỷ y không dễ chọc, Thiệu Bình Ba cười gần, quỷ y lại thế nào? Một đám quỷ vật trốn trốn tránh tránh không dám nhìn người mà thôi, chỉ có thể hù dọa bọn chuột nhất, người bảo bọn hắn đi ra rêu rao thử xem. Thiệu Tam tỉnh lại khuyên, đại công tử nên cân nhắc, Thiệu Bình Ba, người yên tâm, hắn đã thành đệ tử quỷ y, thì có giá trị lợi dụng, không đến bất đắc dĩ, ta sẽ không động hắn, hiện tại đại sự quan trọng, ta cũng không có tinh lực chơi với hắn. Phái người nhìn chằm chằm vào, tốt nhất là xem có thể sắp xếp người đánh vào bên cạnh hắn hay không. Được, lão nô mau chóng an bài núi sông cuồn cuộn, một nam tử lôi thôi lăng không bay lượt, vừa rơi xuống liền bay vọt, gò đất ngang dọc ở dưới chân. Gào, một tiếng gầm lên từ trong đại địa truyền ra, kim mau hống từ trong hẻm núi nhảy ra, một nam tử hắc y cưới ở trên lưng, tóc dài tung bay, áo bào ở trong gió phần phật lay động, tiêu sái phiêu giật đến cực điểm, làm cho người ta sảng khoái không gì sánh được. Kim mau hống vượt núi băng đèo như dẫm trên đất bằng, thân hình mạnh mẽ nhẹ nhàng nhảy lên là xa mười mấy trượng, tốc độ có thể so sánh với chim bay, gặp phải vách núi chót vót, lợi chảo loạch xoạch liền lên, địa hình phức tạp cũng khó ngăn trở được tốc độ của nó. Triệu hùng ca lăng không, thân hình bay xuống trên một đỉnh núi, bóng dáng kim mau hống vèo một cái nhảy lên đỉnh núi, nháy mắt ngừng lại, bắt đầu vòng quanh triệu hùng ca chậm rãi xoay quanh. Nam thiên vô phương cưỡi trên người kim mau hống cười híp mắt hỏi. Đi uống rượu không, chỗ của ta có rượu ngon, triệu hùng ca, đi ra ngoài rảo, nam thiên vô phương cúi người, đưa tay vuốt vuốt đầu kim mau hống. Đi ra ngoài dạo không mang bảo bảo sao? Để ta tới làm gì? Triệu Hùng ca, mang theo bảo bảo bất tiện. Chương 1782, tốt nhất không nên ép ta rút kiếm. Hai, Nam Thiên vô phương, bình thường thời điểm ngươi không mang theo nó, đi ra ngoài đều sẽ tìm ta mượn phi cầm cỡ lớn, bây giờ không như vậy, này là muốn đi đâu? Triệu Hùng ca không nói. Nam Thiên vô phương vươn mình nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn. Muốn đi về quốc tìm thượng thanh tông. Triệu Hùng ca hít sâu một hơi tình hình chiến trận bất lợi với vệ quốc, Thượng Thanh Tông đi theo bên người huyền vi, có khả năng sẽ tao ngộ tai ương ngập đầu, ta thân là đệ tử Thượng Thanh Tông, không thể thấy chết mà không cứu. Khi truyền đến tin tức Hồ Diên vô hận hạ thủ với cả quân đội bạn, hắn rốt cục ngồi không yên, tình thế rất rõ ràng, một khi đến mức độ nào đó, tề quốc sẽ không quản vệ quốc chết sống. Nam Thiên vô phương cười ôn hòa, nhưng lời nói không quá ôn nhu. Thiên quân vạn mã va chạm, cao thủ như mây chém giết, người cứu được sao? coi như có thể cứu, liệu có thể cứu mấy cái. Gào, kim mau hống như có thể nghe hiểu tiếng người, cũng nhìn triệu hùng ca giống lên. Triệu hùng ca, làm hết sức, nam thiên vô phương, tình cảnh của ngươi bây giờ, không nên nhúng tay sự tình như vậy. Triệu hùng ca, ta vốn định tránh khỏi, nhưng nhiều hữu đạo chết rồi, ta không cách nào ngồi yên không để ý đến. Năm đó ra hỏa kia an bài thượng thanh tông ở vệ quốc, xem như giúp chút bận rộn, bây giờ hắn buông tay đi rồi, ta đành phải ra mặt khắc phục hậu quả. Nam Thiên vô phương hờ hững, cứu lại thế nào, đều là một đám đệ tử tư chất bình thường, khó gánh chức trách lớn, người cảm thấy Thượng Thanh Tông ở trên tay bọn hắn còn có hy vọng sao. Triệu Hùng ca, chỉ cần hương hỏa vẫn còn, một đời này không được, vậy chờ đời kế tiếp, Trung Quy sẽ có thời điểm gặp nhân tài. Nam Thiên vô phương nhấc tay vỗ bả vai hắn, lẽ nào ngươi không phải hương hỏa của Thượng Thanh Tông sao? Kỳ thực Nhiêu Hữu đạo nói không sai, chỉ cần ngươi và hắn còn có một người, Thượng Thanh Tông sẽ trường tồn, tùy thời có thể bắt đầu lại. như hữu đạo chết rồi, nếu ngay cả ngươi cũng không còn, Thượng Thanh Tông là thật xong. Triệu Hùng ca, ngồi xem bọn hắn diệt phong, ta không cách nào bàn giao với các đời tiên sư của Thượng Thanh Tông. Nam Thiên vô phương, đại quân chinh chiến vô tình, quốc lực va chạm, hài cốt như núi, máu chảy thành sông, sẽ không để Triệu Hùng ca ngươi ở trong mắt, ngươi không sợ chết sao. Triệu Hùng ca, ngươi không cần khuyên ta, Nam Thiên vô phương, ta không có khuyên ngươi, ta là ngăn cản ngươi triệu hùng ca quay đầu nhìn lại ngươi muốn cùng ta đánh một trận muốn thử xem có thể ngăn cản ta hay không nam thiên vô phương có tất yếu như vậy sao ta chỉ muốn nói cho ngươi tình hình chiến sự không ổn bọn họ có thể trốn sẽ không ngồi im chờ chết ngươi không đi bọn hắn còn có một đường hy vọng sống sót nếu như ngươi đi ta bảo đảm bọn hắn đừng mơ có ai sống bởi vì ta sẽ ở trước khi ngươi tới làm thịt hết bọn hắn rồi tóc đen theo gió lay động thân thể hắn thoáng nghiêng miệng tới gần bên tai đối phương nói ngươi nên rõ ràng một khi ngươi chết rồi một khi đứt đoạn mất vị kia tưởng niệm